chương 71. Phiên thiên ấn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 71. Phiên thiên ấn. Tốt. Vương siêu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Mặc dù hắn còn không có trong nguyên tác đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đang đỉnh đệ nhất thiên hạ nặng nề đại thế, nhưng cũng là xuất đạo đến nay chưa gặp được bại một lần, đã phá hư không kiến thần bất phôi quốc thuật đỉnh phong nhất cường giả, ta rất sớm trước liền muốn cùng ngươi giao thủ. Vương siêu trong ánh mắt chiến ý dạt dạo, quần áo bay phất phới. Từ khi theo cố thiếu thương Nhật Bản thần xã một nhóm về sau, vương siêu liền có ý nghĩ này, bây giờ thật muốn giao thủ, hắn chiến ý không thể ức chế bạo phát đi ra. Ta cũng đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ. Cố thiếu thương có ý riêng cười cười, lại đến đến Long xà thế giới ngày đầu tiên, trong lòng của hắn chính là lấy đánh bại vương siêu làm mục tiêu. Lúc đầu ý nghĩ của hắn là có chút ác thú vị muốn cho vương siêu trước hết để cho vương siêu cùng ba lập minh giao thủ một lần, để hắn mở mang kiến thức một chút cường hóa ba lập minh, không nghĩ tới trời đất xui khiến vẫn không thể nào đạt thành. Vẫn là ra ngoài đánh đi. Vương siêu nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi kỹ phù trần vợ chồng, mũi chân đạp mạnh, bộ pháp thi triển ra, cơ hồ là ngón chân một trảo chính là hai mươi mấy mét, lóe lên liền ra hồng môn tổng hội cao ốc. Cố thiếu thương cười ha ha, dưới chân bỗng nhiên phát kình, tại như là sấm chớp mưa bão đồng dạng nổ vang bên trong, ầm ầm đuổi theo vương siêu ra cửa. Mặt đất thảm đỏ sàn nhà như là bị tượng bày chà đạp, ầm ầm văng khắp nơi vỡ ra. Tốc độ của hai người thực sự quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi ở đây tưởng tượng của mọi người. So xe lưu còn muốn lợi hại hơn, sàn nhà đều nhấc lên. Nhìn đều nhìn không thấy. Mắt một hoa đã không thấy tâm hơi, đơn giản không phải người quyền pháp có thể tu luyện tới loại tình trạng này sao? Thật là đáng sợ. Lợi hại. Nếu như không phải lão trình tìm tới thiếu niên này, chỉ sợ hôm nay chúng ta người ở chỗ này muốn chết đến hơn phân nữa. Một đám hồng môn đại lão nghị luận âm ý, từng cái tắt lưỡi không thôi, lại có chút nghĩ mà sợ. Đợi đến một đám hồng môn đại lão đuổi tới ngoài cửa, cố thiếu thương thân ảnh của hai người đã không thấy được. Đến chiếc xe, kỹ phu trần kêu to một tiếng, kéo tạ phiên phiên liền đi ra cửa. Giống như vậy đỉnh tim cao thủ quyết đấu, một trăm năm đều không nhìn thấy, cũng không thể bỏ qua. Hô! Hô! Vương siêu mũi chân liền chút, thân hình như là tên rời cung, lôi ra phong thanh bảo táp, hắn đồ thể thao bị cuồng phong kéo ào ào rung động. Chợt có đi ngang qua cổ xe cũng chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh gặp thoáng qua, hoàn toàn thấy không rõ động tác. Vương Siêu không cần quay đầu lại, liền biết Cố Thiếu Thương theo sau lưng, bởi vì hắn sau lưng truyền đến kịch liệt khí lưu nổ vang âm thanh, dưới chân mặt đất truyền đến tựa như địa chấn đồng dạng lay động. Hai người trong khoảnh khắc liền chạy ra hơn 10 dặm địa, đi vào bờ biển trên bờ cát. Xanh thẳm trên mặt biển, một vần minh nguyệt treo cao, che đậy ngôi sao đầy trời quang huy. Ngay ở chỗ này đi. Không ai quấy rầy, chính thích hợp chúng ta động thủ vương siêu đối mặt xanh thẳm biến cả dừng bước lại xoay người nhìn xem cố thiếu thương kỳ thật hoàn toàn không tất yếu chạy xa như vậy chẳng lẽ là sợ chúng ta lưỡng bại câu thương sau bị bọn hắn đánh bắn lén cố thiếu thương sau lưng vương siêu mấy chục mét liền dừng bước hỏi dù cho trên mặt biển sóng lớn lăn lộn phát ra rầm rầm sóng nước âm thanh cố thiếu thương thanh âm vẫn là rõ ràng truyền đến vương siêu trong lỗ tai bảo đăng sau khi thành công cố thiếu thương thể lực lại có tiến bộ càng lớn thật là thích hợp lực nắm giữ, hắn dẫm tại hạt các bên trên đều chỉ lưu lại một cái nhỏ bé không thể gặp dấu chân, tại hồng môn một cước kia, hơn phân nửa vẫn là cố ý. Bảo đang một khi thành công, liền mang ý nghĩa đã đạt tới thậm chí vượt qua thân thể cực hạn, lấy cố thiếu thương thể chất tới nói, đạt được tăng phúc càng là kinh người đến kinh khủng tình trạng. Quốc thuật luyện đến chúng ta loại này cơ số, đã không tồn tại hại ngầm khả năng. Ta là sợ ngươi đánh lên hưng, thuận tay đại sát tứ phương. Vương siêu con ngươi sáng lên, mỉm cười. Cố thiếu thương ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy hắn tinh mịn 40 cái răng. Lợi hại a, à, lợi hại. Ngươi võ đạo tiến cảnh thật sự là mau kinh người. Lúc ấy khi thấy ngươi bất quá là mới vào hóa kình, hiện tại thế mà đã đã phá hư không, kiến thần bất phôi. Ha ha. Tiếp quyền đi. Vương siêu cười ha ha hai tiếng, tại như là lôi âm cuồng cuộn tiếng gầm bên trong, dưới chân đột nhiên phát kình, như là một viên đạn pháo nổ tung, kim hoàng sắc hạt cát phóng lên tận trời. Băng. 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 Liên tiếp như là mở cung đánh nổ đại gân phát động âm thanh bên trong, vương siêu dưới chân như lội trên mặt đất, nhất cái bước xa đã đến cố thiếu thương trước người, ở phía sau hắn, hạt cát như là sóng lớn bình thường cao cao dơ lên. Vương siêu thân hình đột nhiên bành trướng, toàn thân nổi gân xanh một mét bảy thân cao lập tức cao tới hai mét còn nhiều hơn hai tay đại gân giống như rắn quay quanh miệng mũi phun ra kịch liệt nhiệt khí một nháy mắt tựa như tự nhất cái thanh tú học sinh cấp ba một chút biến thành toàn thân gân xanh đại ma vương sau đó nắm tay giơ cao bảo táp nổi lên cầm bốc lên quyền ấn bỗng nhiên che hướng cố thiếu thương mặt như là nổi lên gió bão bình thường quyền phong thổi đến cố thiếu thương quần áo bay phất phới chính là vương siêu dựa vào thành danh phiên thiên ấn long xà bên trong uy mãnh nhất quyền pháp rốt cục nhìn thấy vương siêu phiên thiên ấn vương siêu nắm đấm từ bạo phá trong không khí lao ra ở trong mắt cố thiếu thương càng lúc càng lớn tự như che đậy hết thảy tự như thương khung sụp đổ lại như trong truyền thuyết thần thoại thần khí bỗng nhiên nền xuống vương siêu một chiêu phiên thiên ấn đánh ra tội động toàn thân tất cả gân cốt cơ bắp ngũ tạng lục phủ lực bộc phát chính là một cổ xe tăng đều muốn sụp đổ. Nhưng cố thiếu thương không né tránh. Tốt. Cố thiếu thương lông mày nhíu lại, lớn tiếng gọi tốt. Trong lòng của hắn chiến ý dân cao, hai con mắt như là bó đuốc đồng dạng sáng lên. Oanh. Oanh. Cố thiếu thương chân dẫm lên mặt đất, phương viên 4-5 mét bên trong hạt cát như là đảo lưu thác nước đồng dạng phóng lên tận trời. Lực lượng khổng lồ hạ bãi cát tựa như biến thành mặt biển gợn sóng không ngừng khuếch tán ra, đến không hết hạt các hướng về sau chồng chất. Trong khoảnh khắc hai người liền bị bốn phía tự như tường vây đồng dạng chất lên hạt cát vây vào giữa. To lớn phản chấn lực lượng từ chân đến eo, từ eo đến hông. Từ hông đến bàn, từ bàn đến cánh tay, lại từ cánh tay đến khuỷu tay, từ khuỷu tay tới tay, liên tiếp lôi động. Như trống vang. Như pháo băng. Như sấm nổ. Cố thiếu thương quyền trưởng như là kình thiên bạch ngọc trụ, ầm ầm dương lên. Tự như nặng nề đại địa toàn bộ đảo ngược ra. Móc ngược trời không? Đây là cố thiếu thương quyền pháp tinh yếu thức thứ hai càng không đảo ngược. Cố thiếu thương dùng cái này đối oanh vương siêu phiên thiên ấn. Hai quyền đấm nhau. Oanh. Khó có thể tưởng tượng cự lực bộc phát, sau so đạn pháo oanh tạc còn kinh người hơn cuồn cuộn lôi âm nổ vang. Hai người quanh thân đắp lên tường các ầm ầm bộc phát, nhấc lên giống như là biển gầm cát sóng. Vương siêu tại âm ầm đụng nhau về sau sắc mặt đột nhiên đỏ lên, trên thân truyền đến như pháo liên châu xương cốt nổ vang âm thanh. Sau đó trên không trung nhất cái lay động, như là đạn pháo đồng dạng đột nhiên vừa lui về phía sau. Lôi ra từng đạo rộng hơn 2 mét, dài hơn 10 thước thật sâu khe rảnh. Cố thiếu thương đồng dạng không dễ chịu, vương siêu lực lượng sau gốc thủ lĩnh còn cường đại hơn. Hắn tại âm âm đụng nhau dưới, ánh mắt đều đỏ một chút, thân thể tại to lớn kinh lực nện như điên hạ như là cọc gỗ đồng dạng thật sâu lâm vào mặt đất, thẳng vùi sâu vào ngực, cơ hồ chôn sống. Đây chính là thần cấp cao thủ lực lượng sao? Vừa mới chạy đến kỹ phù trần cùng tạ phiên phiên hai người nghẹn họng nhìn trân trối nhìn xem cao cao nâng lên các sóng khiếp sợ không thể tự lấy. Ánh mắt bên trong lưu lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi màu đậm, đồng thời nhớ tới hồng môn cùng cố thiếu thương đối đầu hậu quả, phía sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thật mạnh mẽ thống khoái cố thiếu thương cười ha ha cả người ầm ầm tự nửa lâm vào hố các bên trong vọt lên cùng lần nữa xông lên vương siêu ầm ầm đụng nhau thân thể hai người ba thước chung quanh lại đã phủ lên một trận cơn lốc nhỏ bắn liên thanh nhấp nhô lôi ầm không ngừng nổ vang lấy quyền đối quyền lấy mạnh đối mạnh lấy cứng đối cứng hai người va chạm giảo động cuồn cuộn các sóng. Tự như hai đầu cự lông nhấc lên cuồn cuộn khí lưu, thổi hạt cát tứ tán ném đi, mấy chục mét bên trong như là rơi ra cát mưa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Thế giới chi tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 72 Thế giới chi tử hai người cứng đối cứng đối oanh mấy chục quyền hai người riêng phần mình rút lui mấy chục mét hai hai tương đối ha 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 võ công của ngươi bất quá vừa mới đi vào bảo đan vậy mà có thế ép ta thật sự là kinh người vô cùng không dám tưởng tượng nếu như ngươi đã phá hư không kiến thần bất phôi nên như thế nào cường hoành vô song vương siêu cười ha ha vài tiếng nói trên người hắn tản ra cuồn cuộn nhiệt khí như là nung đỏ ấm nước đồng dạng phát ra suy suy phun khí thanh âm Quyền pháp của ngươi quả nhiên chí dương chí cương Chỉ sau cương kình sau gốc thủ lĩnh còn muốn bỗng nhiên nhiều Lợi hại Lợi hại Cố thiếu thương hoạt động một chút quyền cước Sợ hãi tháng phục lên tiếng Mặc dù hắn bước vào bảo đan về sau chưa thay máu thành công Nhưng một thân khí lực đồng dạng tăng trưởng không nhỏ Không nghĩ tới vương siêu thế mà có thể đón đỡ hắn mấy chục quyền Mặc dù ăn một ít thiệt thòi nhưng cũng không có thụ thương. Hô. Hút. Vương siêu đứng ở nơi đó, phát ra kéo dài tiếng hít thở, hắn một lần hấp khí, đều phi thường kịch liệt, mắt trần có thể thấy khí lưu nhau nhau như mặt nước chảy vào trong miệng của hắn, thân thể của hắn mãnh liệt bành trướng, như là thổi phòng khí cầu đồng dạng phòng lớn. Hắn bật hơi càng là kinh người vô cùng, so tàu thủy thổi còi còn muốn tiếng vang kịch liệt và khí lưu, thổi đến trên bờ cát cho bụi cuồn cuồng, cuồng đồng thời tản ra kịch liệt tự như đốt lên hơi nước đồng dạng nhiệt khí đón thêm quyền vương siêu một lần hô hấp về sau lần nữa hét to lên tiếng như là lôi âm cuồng cuộn tiếng gầm bên trong nổ bắn ra mà ra băng cuộc sống của hắn bỗng nhiên cong lên toàn bộ thân thể đầu tiên là kéo một phát sau đó cả người bắn ra mà ra so tiễn nhanh hơn thanh âm của hắn còn tại tiếng vọng cả người đã bổ nhào vào cố thiếu thương trước người lần nữa căn phòng lên đến, đánh ra một cái sau vừa rồi còn muốn uy mảnh phiên thiên ấn. Tốt. 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 Lần này đổi lấy ngươi tiếp ta quyền đi. Cố thiếu thương thân thể phát ra tạp sát sát trầm thấp lôi âm, huyết dịch tại trong mạch máu cao tốc lưu động, phát ra ào ào tiếng nước chảy. Cánh tay thẳng duỗi, sau đó dơ cao, bóp ra một đạo quyền ấn tự như thái cổ thần sơn ngược lại nghiêng đồng dạng khí thế một chút trót vào vương siêu ánh mắt bên trong. Ta phiên thiên ấn. Không. Không đúng. Chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng tương tự uy lực bá đạo vô song. Nhất là trên tay hắn, so với ta phiên thiên ấn còn muốn mảnh. Vương siêu tại trong điện quan hỏa thạch công lên, trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Hắn cảm giác không khí chung quanh một chút trở nên sền sệt, giống như núi áp bách mà đến tốt. Vương siêu phần bụng chấn động không khí phát ra một tiếng tốt, bởi vì hắn cắn chặt hàm răng, nói không ra lời. Phiên thiên ấn. Đối, bất chu đoạn. Âm âm. Trong không khí bỗng nhiên đứng im một cái chớp mắt, sau đó thạch phá thiên kinh tiếng va chạm vang lên, không khí tự như ở chỗ này bỗng nhiên nhất cái đổ sụp, như là mặt nước đồng dạng tạo nên từng tầng từng tầng gần sống. Cố thiếu thương cùng vương siêu hai người khí lực cỡ nào chi lớn đơn giản vượt ra khỏi cực hạn của thường nhân. Oanh Vừa mới tiếp xúc, hai người thân thể liền đột nhiên chấn động, một đen một trắng quần áo thể thao gần như đồng thời phồng lên, sau đó vỡ vụn ra, bị bão táp khí lưu thổi đến không thấy tâm hơi. Hai người dưới chân phương viên ba trượng bãi cát bỗng nhiên sụp đổ, như là đạn đạo bạo tạc đồng dạng nhất lên một đóa mây hình nấm. Ở xa ngoài trăm thước bãi cát bên ngoài kỹ phù trần vợ chồng đều bị cuồng mảnh khí lưu thổi đầy đầu đầy mặt hạt cát, ta. Mảnh. Phong độ nhẹ nhàng kỹ phù trần đều kém chút tuôn ra nói tục, cơ hồ cắn đứt đầu lưỡi, đơn giản không thể tin được phía dưới là hai cái võ thuật gia tại luận võ, mà không phải phát sinh hiện đại bộ đội va chạm mạnh. Quốc thuật có thể tu luyện tới loại trình độ này sao? Bọn hắn là muốn tu luyện thành tiên sao? Tạ phiên phiên thanh nhã phiêu vật khí chất đều có chút không gánh nổi, có chút đờ đẫn nhìn phía dưới giao thủ hai người. Tốt lại đến. Cố thiếu thương lần nữa quát lên một tiếng lớn, cánh tay lần nữa lắc một cái, nghiền ép lên đến. Không khí bị hắn bảo táp quyền ấn hung hăng đè ép gạt ra khỏi đi, mang theo bén nhọn giống như tiểu nhi đêm khóc tiếng rít, lại là một chiêu bất chu đoạn. Âm âm. Như là sấm trên đồng dạng chấn động âm thanh tự vương siêu bụng dưới truyền đến, sau đó hắn bỗng nhiên há miệng ra, một đạo khí lưu màu trắng như là khí kiếm đồng dạng phóng tới cố thiếu thương đồng thời dậm chân như sấm, không để ý ông ông tác hưởng lỗ tai, bị chấn động đến lật ngược thân thể bỗng nhiên về rồi, tăng lên cánh tay nổi gân xanh, mang theo cuồng cuồng khí lưu nên tiếp cố thiếu thương quyền ấn. Cố thiếu thương mí mắt bỗng nhiên nhất dựng, khép lại, trên mặt làn da bỗng nhiên kéo căng như là da trâu, bị vương siêu một đạo khí kiếm đánh vào trên mặt. Sau đó, hai quyền lần nữa đụng nhau. Oanh! Cùng mảnh khí lưu lần nữa theo cùng cùng lôi âm đồng dạng tiếng vang, điên cuồng khuếch tán. Vương siêu sắc mặt một chút trở nên đỏ bừng một mảnh, thân thể phát ra một trận lốc bóp vỡ vang lên bay rớt ra ngoài. Cố thiếu thương thu quyền đứng thẳng, trên mặt bị vương siêu phun ra khí kiếm đánh hát tử một mảnh, cánh tay run nhẹ nhẹ không thôi. Ta thua. Vương siêu đứng người lên, ánh mắt toát ra một tia thất lạc, nhưng qua trong giây lát, càng thêm mênh mông chiến ý bừng bừng phấn chấn. Nhưng lần sau, ta sẽ không thua. Cố thiếu thương cười cười, đi đến vương siêu trước mặt, bắn tới trên người hắn nhiễm hạt cát. Lần sau, ta cũng sẽ không lưu thủ. Hai người liếc nhau, đồng thời cười ha ha, tiếng cười trên mặt biển xa xa quanh quẩn. Hai người đều không có nương tay, lúc này lại cũng vẫn có dư lực. Nhưng nếu như đánh tiếp xuống dưới, tất nhiên muốn phân cho sinh tử, vương siêu làm cố thiếu thương đi vào thế giới này chỉ có bằng hữu, đương nhiên sẽ không lãnh huyết đến loại trình độ này hai người bèn nhìn nhau cười, lập tức hai tay để trần đi tới tạ phiên phiên vợ chồng trước mặt. Hai vị. Không biết kế tiếp là không đến ta hồng môn dừng chân một đêm. Kỷ phù trần trong lòng còn có chút kinh tốc, nhưng hắn dù sao cũng là hồng môn hội chủ, thiên hạ người hoa xã đoàn long đầu. Cho dù ở vương siêu cùng cố thiếu thương nhân vật cường hoành như thế trước mặt đều mặt không đổi sắc. Một bên tạ phiên phiên cũng có chút không chịu nổi, tại hai người đi tới trong nháy mắt, cảm giác mình tự như mảnh hổ trước mặt bé thỏ trắng, không cầm được trong lòng bất an, kìm lòng không được lui ra phía sau nửa bước, mặc dù lập tức kịp phản ứng, nhưng dù sao lộc e sợ. Dù sao cũng là song tu đang kình, tâm cảnh vẫn là không đạt được. Đổi thành triệu quan vinh dạng này dù cho trong lòng sợ hãi, cũng chỉ sẽ kích phát hung tính. Cố thiếu thương trong mắt của hai người cỡ nào cao minh, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tạ phiên phiên hai người bất an, nhưng cũng toàn bộ làm như không nhìn thấy cũng tốt. Vậy liền phiền phức kỹ tiên sinh. Cố thiếu thương cùng vương siêu đồng thời trả lời, dù sao hiện tại là đêm tối, America lại là chưa quen cuộc sống nơi đây, lại thêm cố thiếu thương vẫn là bị toàn thế giới truy nã, phần tử khủng bố, không tốt lại đầu đường loạn đi dạo, lập tức đuổi theo kỹ phù trần hai người, trở về hồng môn tổng hội cao ốc. Hồng môn tổng hội trên đại lầu, cố thiếu thương đổi một thân quần áo ngũ phục, đứng tại mái nhà biên giới chỗ, ngắm nhìn dưới bóng đêm đàn hương sơn. Dọc theo đường ven biển, khắp nơi đều là vàng sông lộng lẫy cao lầu vần quanh, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, lấy cố thiếu thương trong mắt, thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa trong thành thị khắp nơi trên đất đèn nê ông, cùng top 5 top 3 mua say đám người. Nếu như ta lưu tại thế giới này, ta đã từng muốn có lẽ đều sẽ dễ như trở bàn tay đi. Tại không có bị xuyên việc trước, cố thiếu thương nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia mình nhất tay liền có thể thu hoạch được chục tỷ, thậm chí trăm tỷ tài sản, ngàn vạn mỹ nữ, thậm chí làm một nước chi chủ cũng không phải là không thể. Càng không nghĩ tới lúc, hắn thế mà lại còn chẳng thèm ngó tới. Cố thiếu thương cười cười, nếu như không đồng nhất lãm chư thiên vạn giới, đứng tại mạnh nhất, chẳng phải là cô phụ lần này kỳ ngộ. Kính chủ đánh bại tiếp cận trạng thái đỉnh phong thế giới chi tử, thu hoạch nguyên lực 500 điểm. Đánh giết sẽ gấp bội nhưng sẽ dẫn đến không lường được ảnh hưởng thế giới chi tử cố thiếu thương hơi có chút kinh ngạc vương siêu là long xà nhân vật chính cũng không có vượt qua cố thiếu thương dự kiến về phần cái gì đánh dết gấp bội càng là không có thả trong mắt hắn cố thiếu thương xưa nay không là lãnh huyết vô tình người nếu như không có cùng vương siêu tương giao tự nhiên ra tay không hai lời nói nhưng đã làm bằng hữu chính là nguyên lực lại nhiều hơn ngàn lần vạn lần hắn cũng sẽ không tổn thương bằng hữu của mình Lúc này cố thiếu thương tự nhiên không biết, mình một ý nghĩ sai lầm, để cho mình tránh thoát như thế nào nguy cơ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Ba lập minh cùng thần Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 73 Ba lập minh cùng thần Sáng sớm hôm sau, cố thiếu thương cùng vương siêu cáo biệt hồng môn một đám đại lão, bước lên về nam dương du thuyền về phần trình sơn minh hắn dù sao cũng là hồng môn đóng quân một phương đại lão dù cho rời khỏi cũng muốn một đống lớn sự tình giao tiếp không cùng cố thiếu thương cùng đi cố thiếu thương tự nhiên cũng sẽ không để ý lúc đầu cũng chỉ là cho vương siêu mặt mũi tìm một bậc thang mà thôi nhất cái hóa kình cho dù là thương vương cũng không thả ở trong mắt cố thiếu thương cố thiếu thương hai người trên đường đi trao đổi quyền thuật kinh nghiệm riêng phần mình đều có rất lớn thu hoạch vương siêu không giữ lại chút nào đem mình một thân sở học biểu diễn ra cho dù là mình mới thành lập tâm ấn mẫu quyền cũng không có tàn tư cố thiếu thương đồng dạng đem ra hổ khiếu quyền hệ số bẩm báo cố thiếu thương đi vào thế giới này về sau vẽn vẹn chỉ đem môn quyền pháp này truyền thụ cho sư phó ba lập minh cùng đường tử trần hai người mà thôi vương siêu là cái thứ ba lợi hại lợi hại thật sự là trước nay chưa từng có mạch suy nghĩ với ta mà nói vượt qua hết thảy thần công bí tịch vương siêu khen không dứt miệng tinh tế nghiên cứu ngươi tâm ấn mẫu quyền quả nhiên không tầm thường cố thiếu thương tán thưởng không thôi vương siêu quả nhiên không hổ là long xà thế giới hùng bá thiên hạ đệ nhất cao thủ hắn tự sáng tạo tâm ấn mẫu quyền lập ý sâu xa bao hàm vương siêu quốc thuật con đường đối cố thiếu thương tác dụng tự nhiên không thể coi thường chính cố thiếu thương tinh tế tính toán vương siêu, tâm ấn mẫu quyền, cùng mình một thân sở học từng cái đối ứng, kiến thần bất phôi con đường, thời gian dần trôi qua có chút rõ ràng. Nhất là vương siêu, phiên thiên ấn, đối cố thiếu thương bổ sung càng là to lớn. Mới thành lập cái khác mấy thức quyền thuật cùng giá đỡ cũng tiến một bước hoàn thiện, một thân thực lực lại có gia tăng. Sớm muộn có một ngày, ta sáng lập ra quyền thuật sẽ uy chấn chư thiên vạn giới. Chính cố thiếu thương tin tưởng không nghi ngờ tại một đường chạy được hơn 10 ngày sau rạng sáng, hai người mới bước lên Nam Dương thổ địa bên trên. Nếu như nói America đàn hương sơn là cực độ phát đạt xã hội văn minh, Nam Dương cũng chỉ có thể tính bán khai còn có chút nguyên thủy hương vị văn minh. Trên đường đi đều là thấp bé nhà trệt ốc xá, thật đơn giản công trình, ngay cả chỗ ăn chơi đều ít đáng sợ. Lúc này, thời tiết âm trầm mưa rơi lác đác, tầm nhìn cực thấp. Trực tiếp về đường môn đi cố thiếu thương hai người ngồi lên tới đón hai người ô tô, vương siêu bức thiết cần nhất cái an tĩnh không gian nghiên cứu vừa mới đạt được hai quyển quyền pháp bí tịch. Cổ xe chậm rãi phát động. Ngay tại cố thiếu thương hai người chạy tới đường môn thời điểm, trước kia triệu quan vinh chỗ chỗ kia vùng ngoại ô khu biệt thự chân núi, tới nhất cái mang theo mũ rộng vành người. Người này mặc màu đen áo dài, hất lên áo tơi, mang theo một đỉnh rộng lớn mũ rộng vành, thấy không rõ diện mạo, hắn từng bước một hướng trên núi đi, mảnh mịt mờ mưa nhỏ tí tách rơi xuống, trong núi đều là bùn qua, nhưng hắn giày vải bên trên lại sạch sẽ như mới, không có một chút nước bùn. Không chỉ như thế, thân thể của hắn nương theo lấy nước mưa, có chút trung động, không có một giọt mưa nước có thể thẩm thấu hắn áo tơi mũ rộng vành, mà lại hoàn toàn là thân thể tự phát vận động. Đây là so hóa kình, nhất vũ không thể rơi, nhất ruồi không thể thêm, còn cường đại hơn không biết bao nhiêu công phu. Phải biết, phô thiên cái địa nước mưa nương theo lấy phong thanh đều có thể toàn bộ bắn ra, đây là cái gì độ khó. Đây là nhất cá biệt công phu luyện đến toàn thân từng cái nhỏ bé địa phương cao thủ. Người này chính là hùng cứ phương Tây mấy chục năm gốt ám sát tập đoàn thủ lĩnh, đã phá hư không, kiến thần bất phôi cường giả. Từ khi bị cố thiếu thương đánh lui về sau, hắn giải tán gốt tập đoàn, tìm tu hơn một năm, tự hồ càng phát thâm bất khả trắc. Không có mang bất luận cái gì thủ hạ, một người liền một mình tìm đến cố thiếu thương đáng tiếc giải tán gốt ám sát tập đoàn về sau tin tức của hắn bế tắc không ít không biết lúc này cố thiếu thương không ở trên núi ngược lại có một người đã lẳng lặng chờ hắn hơn một năm gốt thủ lĩnh dưới chân nhìn như chậm chạp kỳ thực mỗi một bước đều vượt qua mười mấy mét chỉ chốc lát đã đến biệt thự đại môn người nào nơi này là tư nhân nơi ở không có mời không được đi vào hai cái điêu luyện đường môn tinh anh tại gốc thủ lĩnh vừa mới xuất hiện lúc liền cao giọng hỏi thăm. Ta là tới diệt môn, gọi cố thiếu thương ra đi. Hắn nhìn xem trước cửa ngồi sổng hai con to lớn thanh đồng sư tử, lấy một loại từ từ, khoan thai ngữ khí, nói lạnh huyết kinh tốc. Người này có phải hay không tên điên? Hai cái đường môn tinh anh liếc nhau, đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Một người nghĩ đến Việt Nam dương đường môn, quả thực là ý nghĩ hảo huyền phải biết dù cho cố thiếu thương lần trước khiêu chiến triệu quang vinh, cũng là tài chính đường môn quy tắc người trong nghề sự tình, nếu không, mấy ngàn tinh anh binh sĩ vây dết dưới, cố thiếu thương đều có bị vùi dập giữa chợ. Hai người ý niệm chấp động đồng thời, đồng thời răng rắc một tiếng kéo vang thương buộc, liền muốn đánh chết cái này không biết mùi vị cùng vọng chi đồ. Cái gì? Sau một khắc, tại hai tên lính kinh tóc ánh mắt bên trong, gót thủ lĩnh trên tay đã nhiều hai viên trái tim nhỏ máu bẩn hai tên lính chật vật mở to miệng, lại không phát ra được âm thanh, lọc cọc lọc cọc huyết dịch tự trong miệng chảy ra, bọn hắn ngã xuống trong nháy mắt, nhìn thấy đối phương ngực phá vỡ lỗ lớn. Đó là của ta trái tim. Trong lòng bọn họ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, phù phù một tiếng đổ vào trong nước buồn, huyết dịch tại trong mưa trải rộng ra nhuộm đỏ mặt đất. Ta hôm nay nhưng là muốn đến giết người. Gốt thủ lĩnh ánh mắt sâu kín mở miệng, sau đó tiện tay lắc một cái, trái tim tính cả vết máu trên tay toàn bộ hất ra. Tay của hắn lần nữa biến bạch bạch tịnh tịnh, ngay cả lông tơ đều không nhìn thấy một cây. Ba Lập Minh ngồi ngay ngắn ở biệt thự trên sân thượng, một hít một thở ở giữa lôi âm cuồn cuộn, kịch liệt khí lưu thổi tan tất cả hạt mưa, hắn âu phục thậm chí là râu ria tóc đều vẫn là khô ráo một mảnh. Từng. Cao thủ. Ba Lập Minh đột nhiên mở to mắt, lúc này, biệt thự đại môn truyền đến soạt soạt một tiếng sau đó âm ầm ngã xuống đất, hai tôn thanh đồng sư tử phát ra trầm muộn tiếng va chạm, mang theo hai đạo kịch liệt khí lưu, nện ở trong viện. Oanh Trong viện một lần nữa xếp thành bàn đá xanh lần nữa chia năm xẻ bảy. Cố thiếu thương thế mà không tại. Đường tử trần cũng không tại. Hả? Mang theo rộng lớn mũ rộng vành gốc thủ lĩnh vừa mới phát ra nghi vấn, bỗng nhiên toàn thân chấn động. Ngẩng đầu, bỗng nhiên cùng ba lập mình hai mắt nhìn nhau đường môn bên trong thế mà còn có ngươi cao thủ như vậy gốt thủ lĩnh phát ra cảm thán nho nhỏ nhất cái đường môn thế mà có thế có ba vị thần cấp cao thủ thật sự là không tầm thường ha ha nghe ta đồ nhi nói ngươi là đạo môn công phu luyện đến tuyệt tinh hàng bạch hổ cảnh giới đại cao thủ không nghĩ tới a à, ngươi thế mà ngay cả tóc lông mày thậm chí lông mi đều cởi sạch bạch hổ quả nhiên là bạch hổ. Ha ha! Là cái đại cao thủ. Ba lập minh trong mắt cỡ nào kinh người, chỉ là nhất cái đối mặt, liền thấy rõ cái này không có lông bạch hổ hư thực, xa so với cố thiếu thương nói mạnh hơn nhiều. Lông tóc là huyết khí chi sao, tốt hàng bạch hổ cảnh giới về sau liền có thể thoát ra lông tóc, khóa lại một thân khí tức, đã là thoát thai hoáng cốt cảnh giới, tại hổ khiếu quyền ghi chép bên trong, cũng là trúc cơ cực kỳ trạng thái đỉnh phong nhưng giống gốc thủ lĩnh dạng này, ngay cả một cọng lông tóc đều không có, thậm chí ngay cả lỗ chân lông đều cơ hồ không có, ba lập minh còn không có gặp qua. Ta biến trọc, nhưng ta càng cường đại, lông tóc loại vật này, ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể mọc ra. Gốc thủ lĩnh lơ đỉnh, ngữ khí phiêu đảng, lại rõ ràng để ba lập minh nghe thấy. Ha ha! Dám đến giết ta ba lập minh đồ đệ. Hy vọng ngươi có thể tiếp được quả đấm của ta đi ha 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 ha. Ba lập minh cất tiếng cười to, to lớn sóng âm bốn đảng, ngay cả đầy trời mưa gió cũng không thể che đậy. Từ khi đạt được cố thiếu thương tặng hổ khiếu quyền bí tịch về sau, ba lập minh chẳng những nhờ vào đó đã phá hư không, kiến thần bất phôi cảnh giới, càng tại về sau ngưng luyện như rồng huyết khí, một tiếng khổ luyện càng là đăng phong tạo cực. Ai dám nói không sợ súng ống? Cho dù là vương siêu cùng cố thiếu thương thực lực như vậy, cũng không có khả năng ngăn cản súng ống dày đặc bắn chụm, nhưng ba lập minh cảm thấy, mình có thể. Tiếp lão tử một quyền. Ba lập minh cùng bạo hét lớn một tiếng, dưới chân biệt thự ầm ầm chấn động, phát sinh lay động kịch liệt, ầm ầm lay động, gần như không thể tiếp nhận ba lập minh cự lực. Biệt thự bốn phía cửa sổ càng là tại ba lập minh như là lôi âm bạo hống âm thanh hạ hết thảy vỡ vụn tứ tán vẫy ra. Ba lập minh thân thể băng một tiếng bắn ra đi, so tiễn càng nhanh, kéo cùng cùng khí lưu, cuốn sạch lấy đầy trời mưa gió, tự cao mười mấy mét mái nhà ầm ầm phóng tới gốt thủ lĩnh. Nắm đấm bảo táp đột tiếng, hút đầu một quyền nện xuống. Nhanh. Mạnh. Mảnh. Bá đạo vô song. Thế gian chí cương chí cường quyền phát. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không cách nào hình dung cùng bá lực quyền từ cao không ầm ầm nện xuống đến, tự cho mình vì thần gốt thủ lĩnh cũng không khỏi nheo mắt từ đấy lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Loạn tiễn đã Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 74 Loạn tiễn đã Cường đại Vô địch Chí dương chí cương quyền pháp Gốt thủ lĩnh tâm thần chấn động Từ lần trước đánh với cố thiếu thương một trận về sau hắn thấy được con đường phía trước, một thân tu vi càng thêm thâm bất khả trắc, tự cho là từ đây vô địch thiên hạ, lại không nghĩ rằng, thế gian còn có dạng này một cái nam nhân, quyền ý to như tinh không mênh mông. Đơn giản như là đại nhật rơi xuống. Tích xúc ngàn năm núi lửa đột nhiên phun trào. Kim cương quyền đại quyền ấn. Nhật luân quyền. Gốt thủ lĩnh tâm thần chấn động một chút đồng thời, dâng lên minh ngộ, cái này tùy tiện vô cùng, mang theo vô biên bá đạo khí thế nam nhân là hắn bình sinh gặp qua mạnh nhất địch nhân. Băng 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 băng. Thân thể của hắn bỗng nhiên kéo vương ra đến. Như là vô số phích lịch vang lên, tại toàn thân đại gân điên cuồng bạo hưởng bên trong, gót thủ lĩnh hình thể bành trướng vượt qua nhân loại cực hạn. Rộng lớn áo choàng ngắn phát ra suy suy nước gấm âm thanh, mảng lớn vải tại trong mưa tung bay, rộng lớn mũ rộng vành bị mảnh liệt quyền phong cuốn sạch lấy xông vào trong mưa gió lộ ra bóng loáng không có một sợi tóc tuyết trắng da đầu. Hai tay của hắn tự bên hồng lóe lên, cầm bốc lên quyền ấn, như là quạt hương bộ đồng dạng gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, đón ba lập minh có một không hai thiên hạ thần quyền mà đi. Tự như cự nhân cùng hài nhi chạm nhau. Như là thiết chú y đánh đinh sắt. chênh lệch cách xa hai quyền rốt cục chạm vào nhau. Ông. 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 Hai quyền đấm nhau sát na, thiên địa giống như một nháy mắt an tĩnh lại, thanh âm gì đều không tồn tại đồng dạng. Sau đó, tự như chuông đồng to lớn đụng vang lên thanh âm đột nhiên khuếch tán ra đến. Gốc thủ lĩnh dưới chân năm trượng bên trong nền đá tắm cùng nhau ép xuống, sau đó bộc phát ra kinh thiên động địa kịch liệt tiếng nổ. Âm âm cương khí lôi âm nương theo lấy cùng cuộn đá xanh mảnh vỡ cùng bùn đất hình thành bọc nước phóng lên tận trời. Gốt thủ lĩnh lúc đầu bành trướng sau ba lập minh cao hơn ra một mét còn nhiều hơn thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, tựa như trong thần thoại cự yêu bị đánh về nguyên hình đồng dạng. A. À. Gốt thủ lĩnh phát ra trích lên một tiếng, tái nhật đến cơ hội trong suốt dưới làn da như là từng đầu tiểu xà mạch máu đột nhiên đỏ bừng một mảnh, cả người một chút trở nên đỏ như máu, tựa như toàn thân đều muốn phun máu. Oanh! soạt xoạc xoạc xoạc! hắn xương sống bị ba lập minh áp súc đến cực hạn, cả người như là tôm bự đồng dạng xoay người, bỗng nhiên, tại hắn phát ra trống to một tiếng, dưới chân của hắn lần nữa bộc phát ra cường tuyệt lực lượng, cả người tại ba lập minh cự lực áp bách dưới, chậm rãi đứng thẳng, sau đó hắn ngón cái chụp tại ngón trỏ trung đoạn, mặt khác bốn ngón tay hiện ra xoắn ốc, bóp ra nhất cái tự như mũi khoan quyền ấn. Mang theo bén nhọn tự như huyết sáo đồng dạng chói tai không khí xé rách âm thanh, ầm ầm đánh về phía ba lập minh ngực ba lập minh nắm đấm bỗng nhiên thu hồi cả người trên không trung nhất cái cùng mình như là hài nhi tại mẫu thể bên trong tư thế sau đó bỗng nhiên kéo ra thân thể hai chân như là xuất thủy giao lông trong không khí tạo nên gợn sóng ngón chân của hắn so với người bình thường ngón tay còn muốn linh hoạt vậy mà lấy chân bóp ra quyền ấn ầm ầm đạp mạnh lại là cố thiếu thương quyền pháp bất chu đoạn ba lập minh lấy chân oanh kích cái này thức bất chu đoạn, sau cố thiếu thương thi triển còn muốn bá đạo cùng mảnh, mang theo cùng mảnh phích lịch cùng gốc thủ lĩnh xoắn ốc quyền thức va nhau. Âm âm. Người chân cơ bắp xa so với trên cánh tay còn nhiều hơn được nhiều. Cái này một cái bất chu đoạn phía dưới, chính là xe tăng đều muốn bị một cước giảm bạo. gốc thủ lĩnh con ngươi đều bỗng nhiên co rụt lại. gốc thủ lĩnh sắc mặt nhất thời tím xanh một mảnh, tuyết trắng trên trán gân xanh như là lít nha lít nhít tiểu xà xoay quanh, nhìn qua kinh hải không thôi. Hắn tại ba lập minh bất chu đoạn phía dưới, thân thể bỗng nhiên rút lui. Hai đầu đùi hung hăng lôi ra thật sâu khe rảnh, trong sân bàn đá xanh ở phía sau hắn tung bay như là như đạn pháo bắn ra mà ra. Đang! Hắn hung hăng đâm vào lúc trước bị hắn đá tiếng viện tử thanh đồng sư tử phía trên, phát ra một tiếng trầm thấp như là sấm rền nổ vang nặng đến mấy tấn thanh đồng sư tử như là bọt biển bình thường âm âm vỡ vụn, tứ tán thanh đồng mảnh vỡ như là đạn bắn lén đồng dạng phát ra chói tai tiếng rít bắn về phía bốn phương tám hướng. Ba lập minh nhất cái lật ngược rơi vào trong viện, bạch 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 lui lại ba bước, tại bàn đá xanh bên trên dẫm ra mấy cái sâu đạt một thước dấu chân. Thật mạnh mẽ. Người cái này bạch hổ cố nhiên lợi hại. Thế mà tiếp được ta nhất quyền nhất cước. Quả nhiên là cao thủ tuyệt thế ha 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 ha. Ba lập minh râu tóc đều dựng, phát ra phóng khoáng buông thả tiếng cười to. Phốc. Gốt thủ lĩnh nhất cái rút lui đụng nát thanh đồng sư tử, đồng thời tan mất ba lập minh lực lượng cuồng bạo. Hắn mặt đỏ bừng sắc chậm rãi khôi phục bình thường, phun ra một ngụm cực nóng còn bốc hơi nóng máu đen. Không nghĩ tới. Ta Tà tại đã phá hư không, kiến thần bất phôi cảnh giới bên trên bước ra nửa bước, bước vào một loại ta đều khó mà lý giải cảnh giới cao thâm về sau, còn có thể đụng tới ngươi dạng này cao thủ. Đáng tiếc, ta không có cơ hội bước vào cảnh giới kia. Gốc thủ lĩnh thở dài một tiếng, trên mặt hiển hiện một vòng thần sắc ước ao. Vừa rồi trong đụng chạm, xương cốt của hắn không biết nát bao nhiêu cái, hơn nữa còn là bị vỡ nát gãy xương, thậm chí xương sống cùng nội tạng đều xuất hiện khối vụn. Mặc dù quyền của hắn thuộc tu vi đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhưng cũng chỉ có thể ngắn mũi bảo trì sức chiến đấu, qua đi dù cho bằng vào cường đại sinh mệnh lực sống sót, cũng không có khả năng phía trước tiến một bước. Ta bây giờ còn có thể bảo trì toàn thịnh sức chiến đấu một đoạn thời gian, tiếp xuống, ta hy vọng nhìn thấy ngươi nhất toàn lực một quyền. Chết đang cầu xin đạo trên đường, tâm ta không tiếc. Gốt thủ lĩnh lần nữa khôi phục giếng cổ không gần sóng thanh sắc, trên thân phát ra trầm rầm như là giang hà chảy ngược huyết dịch lưu động âm thanh, đồng thời, toàn thân của hắn đại gân kéo ngã vào cực hạn, thậm chí đứt gãy xương cốt đều phát ra tiếng oanh minh. Sắc mặt của hắn lần nữa trở nên hồng nhuận, thậm chí so với hắn lúc đi vào còn tốt hơn. Ba lập minh trong lòng cũng là đối cái này không có lông bạch hổ bội phục dị thường, nếu như mình không phải thu cố thiếu thương làm đồ đệ, kiến thức hổ khiếu quyền. Đụng tới hắn, căn bản không có một điểm phần thắng. Hắn quốc thuật tu vi so với mình còn phải cao hơn một bậc nếu như không phải mình kích phát huyết khí về sau từng cái phương diện bạo tăng là rất khó một chút đánh bại hắn tốt tiếp xuống ta sẽ dùng đem hết toàn lực đánh bại ngươi để ngươi nhìn xem ta đỉnh phong lực lượng đi ha ha ba lập minh sắc mặt nghiêm nghị lẳng lặng nhìn gót thủ lĩnh kích phát tự thân khí huyết ngắn ngủi về tới trạng thái đỉnh phong sau đó đối cái này chân chân chính chính cầu đạo người ông quyền không người cao thủ chân chính có thể thôi động nhục thể đoạn răng tái sinh tóc rơi mất đều có thể trong vòng một đêm sinh trưởng lấy gốt thủ lĩnh dạng này nửa bước bước vào trong cõi u minh cảnh giới tối cao người tinh thần đã có thể khống chế nhục thể cho hắn đầy đủ thời gian hắn cái này một thân tổn thương đều có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng hắn không có làm như vậy bởi vì hao phí đại lượng sinh cơ về sau hắn đem rốt cuộc không nhìn thấy tiếng thêm một bước khả năng đây mới là ba lập mình đối với hắn ông quyền không người nguyên nhân cái này là nhất cái chân chính cầu đạo người ừm đây là vừa mới ngồi xe sắp hành xử đến chân núi vương siêu cùng cố thiếu thương đồng thời giật mình cảm thấy phương xa truyền đến to lớn khí tức bốc lên thân thể hai người không tự chủ lắc một cái không tự chủ tiết lộ một tia lực lượng phanh 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 bốn tiếng tiếng vang xe bốn cái bánh xe đồng thời nổ bánh xe sau đó một chút mất đi khống chế, tại lái xe sợ hãi rống âm thanh bên trong, trên mặt đất lôi ra liên tiếp hỏa hoa. Hai người liếc nhau, tiện tay đem cửa xe kéo xuống, dưới chân liền chút, mang theo kịch liệt cương phong khí lưu, gào thét xông vào màn mưa bên trong. Tốc độ của hai người nhanh bực nào, tại tốc độ cao nhất bạo phát xuống, đơn giản tranh tài xe nhanh hơn, dọc đường có cây bị bão táp khí lưu thổi nhau nhau cúi đầu, nằm rạp trên mặt đất. Bất quá 10 cái hô hấp, hai người liền đến đến đỉnh núi biệt thự cửa chính. Còn không có vào cửa liền cảm nhận được một cổ cường đại đến lực lượng kinh khủng bộc phát, cổ thiếu thương không khỏi con ngươi co rụt lại. Loạn tiễn đã. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Long xà hoàn tất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 75 Long xà hoàn tất Hà Hà! Ba lập minh đối gốt thủ lĩnh, ông quyền, không người. Sau đó dơ thẳng lên trời phát ra hét dài một tiếng. Ba lập minh âm thanh đánh công phu cỡ nào kinh người, cái này phun một cái khí mở lời, có thể so với đạn pháo bạo tạc, so ra mà vượt cổn lôi rơi xuống đất. Âm thanh lớn nhất lên cuồng mảnh khí lưu, đơn giản luận võ hiệp trong tiểu thuyết, sư tử hống còn kinh người hơn. Lần này, từ hắn trong miệng phun ra khí lưu, đừng bảo là người chính là voi đều muốn đánh ngã. Tại cái này vô cùng cùng bạo tiếng gầm bên trong, ba lập minh trên thân thể mắt trần có thể thấy khí huyết bỗng nhiên ngưng tụ tăng lên, cuối cùng hóa thành huyết khí phóng lên tận trời, như là một đầu cự long đằng không mà lên, cao tới gần 10 trượng. Tự như một vòng đại nhật giáng lâm thế gian, trên trời tí tách rơi xuống mưa nhỏ bỗng nhiên hóa khí, tại trong biệt thự dơ lên như là hơi nước đồng dạng hơi mỏng sương mù. Sau đó, ba lập minh đột nhiên dậm chân một cái, Quanh như là vô số lôi đình tại dưới chân hắn bộc phát. Vô số bàn đá xanh từ hắn dưới chân làm trung tâm rạng nứt ra, phương viên trong vòng mấy trượng bàn đá xanh phóng lên tận trời. Trong không khí đánh ra vô số đạo quỷ khóc sói gào đồng dạng kinh khủng tiếng xé gió. Chiếm diện tích to lớn biệt thự theo mặt chấn động toàn bộ lay động, tự như địa chấn bạo phát. Tại dạng này kinh thiên động địa động tỉnh bên trong, ba lập minh trên thân dày đặt dây cung đánh nổ tiếng như cùng như pháo liên châu vang lên, thân thể của hắn chỉ là khẽ động, đã đến gốt thủ lĩnh trước người. Cố thiếu thương cùng vương siêu vừa mới bước vào đại môn, liền thấy khủng bố như vậy vô cùng cự lực bộc phát. Quy mãnh không nghĩ là phạm nhân có thể phát ra quyền pháp. Vẹn vẹn một người, liền cho hai người một loại tự như thiên quân vạn mã cùng nhau công kích quy thế hai người long tơ đồng thời nổ lên, Vẹn vẹn chỉ là ở bên quan sát liền dân lên nồng đầm cảm giác nguy cơ. Khó có thể tưởng tượng đứng mũi chịu sào gốc thủ lĩnh tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Thật mạnh mẽ. Tốt quyền. Đứng mũi chịu sào gốc thủ lĩnh vậy mà không tránh không né, còn tốt cả dĩ hạ tán thưởng một tiếng. Trong mắt của hắn lưu để lọc thần sắc, có bội phục, có hướng tới, có chờ mong, có khát vọng, duy chỉ có chính là không có đối với mình lo lắng cùng sợ hãi gốt thủ lĩnh bỗng nhiên hít một hơi, thân thể của hắn tại khí lưu phòng lên bên trong, huyết dịch lần nữa cao tốc vận chuyển, toàn thân của hắn trở nên đỏ bừng một mảnh, tựa như biến thành một hỏa nhân. Tí tách Của hắn huyết quản vậy mà tự như chịu không được, huyết dịch dạng này cao tốc lưu động, một chút nhỏ bé mạch máu đột nhiên vỡ ra, phun ra giọt giọt sền sệt tự như bột nhão đồng dạng vết máu, tí tách một tiếng rơi trên mặt đất, bị nước mưa dội rửa đều không tan ra. Đây là trúc cơ đại viên mãn, cơ hồ nửa chân đạp đến nhập lập mệnh cảnh giới. Hắn tại dạng này một điểm linh khí cũng không có, cũng không ai chỉ điểm tình huống dưới đều có thể luyện đến loại trình độ này. Đây là cỡ nào thiên tài? Cố thiếu thương con ngươi cũng không khỏi co rụt lại, rung động trong lòng. Lúc này, ba lập mình nắm đấm đã oanh đến. Công kích của hắn, mang theo bão táp cương khí, thổi đến hạt mưa đều rất giống đạn đồng dạng đánh về phía gốt thủ lĩnh. Vương siêu một chút nhận ra, đây là lão giá ba tử quyền, loạn tiễn đã. Danh xưng một khi thi triển ra, liền như là vô số mũi tên tề phát, đánh địch nhân không còn chỗ ẩn thân, chỉ có thể nhận lấy cái chết bá đạo quyền pháp. Nhưng, tại cái này rùa hình lưng hạt nam tử trung niên thi triển phía dưới, môn này loạn tiễn đã đơn giản có thể đổi tên gọi là loạn pháo oanh. 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 Ba lập minh nắm đấm như là vô số trọng pháo anh kích mà tới, đầy trời nước mưa bị vô số nắm đấm động lại cơ hồ không có tồn tại không gian. Toàn bộ không gian bên trong ra mang theo bão táp cương khí một mảnh đen kịch quyền ảnh bên ngoài, vậy mà lại nhìn không đến cái khác bất kỳ vật gì a. À. Gốt thủ lĩnh sách cánh tay chống đỡ. Oanh! Như là châu chấu đá xe, gốt thủ lĩnh chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh bay ngược mấy chục mét, âm ầm, ầm đập vỡ ngoài mấy chục thước đình giữa hồ khụ khụ. Quả nhiên là lực lượng vô địch. Đáng tiếc, lại nhìn không tới. Gốt thủ lĩnh lại còn chưa chết đi, hắn dùng còn sót lại một ngón tay tay trái nhẹ nhàng đánh kích đình giữa hồ mặt đất, chấn động phiến đá phát ra một thanh âm, lập tức liền không có khí tức, cái này tung hoành thế giới vô số năm, nhiễm vô số đầu nhân mạng ám sát thủ lĩnh tập đoàn, cứ như vậy chết. Hắn hai viên con mắt đã không cánh mà bay, đầy miệng răng ngay tiếp theo cái cầm không thấy bóng dáng nửa bên thân thể đều bị lực quyền oanh bạo, còn sót lại nửa bên trong thân thể nội tạng còn sót lại một trái tim, cái khác đã rỗng tuyết. Cố thiếu thương hít vào một hơi, mới phát hiện, nửa người dưới của hắn đã không tồn tại. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn là dùng còn sót lại một hơi, lưu lại mình tiếc nuối. Ba lập minh sách quyền nơi tay, cùng vương siêu cùng cố thiếu thương, ba người cùng một chỗ động thủ, tại tí tách màn mưa bên trong, Trầm mặt không nói yên lặng đem hắn tứ tán thi cốt từng cái kiếm về người này trong cuộc đời giết người vô số lại không nghĩ rằng thế mà còn là cái cầu đạo người mấy người đem nó tứ tán thi cốt thu hồi tìm một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương vội lấp vương siêu nghe cố thiếu thương nói một lần gốt thủ lĩnh lúc không khỏi thở dài một tiếng nếu như không có phần này lòng cầu đạo hắn cũng sẽ không có như bây giờ cảnh giới ba lập minh tiện tay một quyền đem trong rừng một cây đại thụ đánh sập sau đó cũng chưởng như cắt khối tiếp theo tấm ván gỗ, lấy chỉ khắc lên nhất cái cầu đạo nhân chi mộ. Thật sâu cắm vào trước mộ phần, thuận miệng nói. Chí ít người này thật là tại quốc thuật tu hành người mở đường. Cố thiếu thương nói. Sau đó ba người tại đã dâng lên mặt trời chiếu rọi xuống, đi trở về đường môn tổng hội. Sư phó, vương siêu, ta đoán chừng muốn rời đi. Ba người sống vai mà đi, cố thiếu thương đột nhiên nói. Ngươi đi đâu? Ba lập minh mặc dù nhìn xem thô cuồng, kỳ thật thô bên trong có mảnh, phát giác được cố thiếu thương giọng nói chuyện có chút không đúng. Vương siêu cũng lập tức phát giác đến, cố thiếu thương trong giọng nói lưu lộ ra một vòng không bỏ. Cố thiếu thương cười khổ, tại dạng này nhạy cảm cảm ứng phía dưới, rất khó có lời gì giấu dếm được ba lập minh cùng vương siêu dạng này đại cao thủ. Cụ thể trở về rồi hãy nói đi, ta có một ít sự tình, rất khó giải thích với các ngươi. Cố thiếu thương cười khổ, chẳng lẽ nói với các ngươi các ngươi nhưng thật ra là một bản trong tiểu thuyết nhân vật. Mấy người trở về đến một mảnh hỗn độn, thật giống như bị oanh tạc qua trong biệt thự. Ừm. Cụ thể, ta cũng không biết nói thế nào, coi như ta đi du lịch vòng quanh thế giới đi. Cố Thiếu Thương tổ chức một chút ngôn ngữ, vẫn là khó mà mở miệng, cuối cùng vẫn là mập mờ suy đoán nói. Ngươi có khó khăn khó nói, sư phó cũng không ép ngươi, về sau có thời gian trở lại thăm một chút đi. Ba lập minh nhân tin đồng dạng người, đương nhiên sẽ không cưỡng bức cố Thiếu Thương nói ra nguyên nhân. Thiếu Thương, mặc kệ đi đâu, nếu như gặp phải chuyện gì, ngươi thông báo một tiếng, ta mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ chạy tới. Vương Siêu cười tại cố Thiếu Thương trước ngực đập một quyền. Ha ha, sẽ không quên. Cố Thiếu Thương về đập Vương Siêu một quyền, trong lòng có chút ấm áp. Chỉ là, rất khó gặp lại các ngươi cố thiếu thương trong lòng ảm đạm thở dài. Ba người kề đầu gối nói chuyện lâu, từ giữa trưa mãi cho đến đêm tối giáng lâm, lại đến ánh bình minh vừa ló rạng. Ba người đều là thể chất vượt qua thường nhân đại cao thủ, dù cho một đêm không ngủ cũng đều tinh thần phấn chấn. Tốt! Ta phải đi! Các ngươi bảo trọng đi! Cố thiếu thương khoát khoát tay, cứ như vậy một thân một mình, chậm rãi đi ra đại môn. Vương siêu cùng ba lập minh đồng thời trầm mặt, nhưng trong lòng có một loại cảm giác, ba người lại nghĩ gặp mặt chỉ sợ cũng muốn tại rất xa xưa tương lai. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Trở về, theo đuôi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 76 Trở về, theo đuôi. Cố thiếu thương cứ như vậy, đón mặt trời mới mọc hạ sơn, mặc dù có thể cảm thấy sau lưng hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng hắn không quay đầu lại, chỉ là cánh tay dơ cao, khoát tay áo, biến mất tại hai người trong tầm mắt. Ta để lại cho ngươi nhóm đồ vật, các ngươi nhớ kỹ nhìn xem, tuyệt đối không nên quên. Chỉ có thanh âm của hắn, phiêu phiêu đảng đảng truyền vào ba lập minh cùng vương siêu hai người trong lỗ tai. Ta tên đồ đệ này, quá thần bí. Lần thứ nhất gặp mặt hổ khiếu quyền liền chấn kinh đến ta, nếu như hắn vật lưu lại là thật, vậy hắn lai lịch, ta thật nghĩ không ra. Ba lập minh ánh mắt nhìn chầm chầm vào cố thiếu thương bóng lưng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy cái bóng, mới phát ra một tiếng cảm thán. Mấy chục năm sau sẽ có ngoài hành tinh phi thuyền rơi xuống. Chủ thần hào quang não. Linh khí sẽ bộc phát. Tử trần sẽ có nguy hiểm. Vương siêu cao mày, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm. Hắn bắt đầu so với một lần trước còn muốn lâu dài dằn dặt hành tẩu, từ Nam Dương trở lại trong nước, bái phỏng rất nhiều quyền thuật danh lưu, trong đó có mở quán thu đồ, có làm người bảo tiêu, có mình làm lão bản, cũng có gã cho thường nhân, một bộ giàu phu nhân bộ dáng. Cao thủ mặc dù không nhiều, nhưng cố thiếu thương vẫn là thu hoạch không nhỏ, cơ hồ thu nạp khắp thiên hạ quyền thuật. Cước bộ của hắn không ngừng, đi cao đường cái, đi qua hồ lớn, đi qua rừng cây, đi qua sơn cốc, đi qua thảo nguyên, bò qua núi tuyết, cuối cùng một đường trì mời, đạp biến Á Âu Phi Mỹ từng cái châu thậm chí quốc gia, kiến thức thái quyền, karate, taekwondo, gặp qua tàn khốc Siberia trại huấn luyện, minh kinh luyện đến nhân thể cực hạn người da trắng quyền vương, điên cuồng thái quyền tông sư, thậm chí còn tại Ấn Độ gặp được hai cái lực có thể ném tượng qua sông cổ Ấn Độ yoga cao thủ. Cuối cùng, cố thiếu thương không tại khiêu chiến bất luận kẻ nào, chỉ là tại hành tẩu thiên hạ đồng thời, yên lặng đem một thân võ đạo hòa làm một thể cuối cùng lĩnh ngộ quyền chính là toàn, toàn chính là nhất đạo lý. Trăm quyền quy nhất đường, đã phá hư không, kiến thần bất phôi. Cố thiếu thương cứ như vậy yên lặng đi lại, lại tại hành tung bị người biết về sau, tao ngộ cường độ kịch liệt ám sát, cố thiếu thương thế mới biết, đại quyển ban dưới đất tổ chức treo thưởng đầu của hắn tiền thưởng đã vượt qua 500 triệu đô la Mỹ, nhưng hắn nhưng không có tiếng về đại quyển ban, bởi vì tại hắn tao ngộ lần thứ nhất ám sát về sau, ba lập minh cùng vương siêu đã đem đại quyển bang đánh ngoan ngoãn toàn bộ nhập vào đường môn tổ chức ngầm lại cũng không sợ hãi đường môn uy hiếp toàn thế giới sát thủ lộn xộn tuôn ra mà tới lại không một thành công rất rất nhiều sát thủ chết tại cố thiếu thương trên tay nguy hiểm nhất một lần chính là nhật bản mật thiết tập đạn đạo oanh tạc cố thiếu thương tiêu thân biệt tích một tháng cuối cùng cùng nhật bản kinh đô lấy thủ tướng cùng nhật bản thiên hoàng đầu người về sau cố thiếu thương treo thưởng đã xưa nay chưa từng có vượt qua chục tỷ ức đô la Mỹ, nhưng lại không còn có bất luận kẻ nào dám đến đuổi giết hắn. Đến tận đây, toàn thế giới tổ chức ngầm bên trong, lưu truyền nhất cái dạng này truyền ngôn, có một người như vậy, tin tức không rõ, thật là tử vong quân vương, sát thủ kẻ hủy diệt. Tính danh Cố thiếu thương giới tính Nam quốc tịch Hoa hạ châu Á người da vàng, thân cao không rõ, tướng mạo không rõ, thể trọng không rõ, tinh thông trên thế giới tất cả võ học, hư hư thực thực vượt qua nhân thể cực hạn. Hư hư thực thực là đã phá hư không kiến thần bất phôi cường giả. Chiến tích Quét ngang thiên hạ vô địch thủ, trên tay nhiễm có 1,684 cái sát thủ tính mệnh. Bị toàn thế giới tổ chức ngầm từ bỏ truy sát, không tiếp thụ cùng hắn tương quan bất luận cái gì ám sát sinh ý. Danh hiệu ma chủ Cấp SSS cường giả cuối cùng tung tích, đệ nhất thế giới núi, thế giới chi nóc nhà, Everest. Tinh không chiếu rọi, cơ hồ tại có thể đụng tay đến địa phương, một viên trăng sáng tự như treo ở đỉnh núi đồng dạng. Cố thiếu thương mặc toàn thân áo đen, đứng tại địa cầu ngọn núi cao nhất chi đỉnh, ngóng nhìn tinh không. Đây là ta đi vào long xà thế giới thứ 10 năm. Là thời điểm kết thúc ta long xà hành trình. Hắn thở dài một tiếng, từ khi nửa năm trước đánh vỡ hư không về sau, tu vi của hắn đã không còn tăng trưởng đường phía trước xa xôi lại dài dằng dặc hắn không có chậm rãi tích xúc mấy chục năm tại một khi bộc phát ý niệm tự nhiên lên rời đi ý nghĩ ánh mắt của hắn sâu kín nhìn thoáng qua tinh không cúi đầu xuống trong miệng thì thao có ta lưu lại cảnh cáo sư phó cùng vương siêu lại so với trong nguyên tác đứng cao hơn đi càng thêm thuận lợi đi tử trần hẳn là cũng sẽ không chết hắn cuối cùng nhìn thoáng qua dưới chân thế giới thân hình hóa thành một đạo tử quan tiêu tán. Bóng đêm đen kịch bên trong, Everest, đỉnh núi không gian như là nước bình thường tạo nên nếp uống, lập tức vỡ ra nhất cái nho nhỏ lỗ đen, cố thiếu thương biến thành tử quan chấn động, liền biến mất tại trong lỗ đen. Tạm biệt sư phó. Vương siêu, tử trần. Ta sẽ còn trở lại. Chỉ để lại một thanh âm vang vọng đỉnh núi, thật lâu không tiêu tan đỉnh núi lỗ đen tại tử quan tiến vào sát na liền muốn khép lại, đột nhiên. Tự không cũng biết chi địa, bắn tới nhất tử nhất kim hai đạo nhỏ bé đến gần như không thể gặp quan mang, tại lỗ đen biến mất trước, tiến vào. Lập tức, đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, tại xa xôi ngoài không gian bên trong, từ cách xa đến không thể tính toán sâu trong vũ trụ, nhô ra mấy đạo cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi to lớn ý niệm. Tại sao có thể có thời không ba động? ta đã cảm thấy. Không lâu sau tương lai, có hai vị cái thế cường giả, nghịch chuyển thời không, đưa tới một tia ý niệm. Không có tìm được. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là một tia ý niệm, chẳng làm được trò trống gì. Tại ba đạo vĩ ngạn đến không cách nào tưởng tượng cường đại ý niệm trao đổi, toàn bộ hệ ngân hà đều trầm tĩnh xuống tới. Lập tức tại ba đạo ý niệm quét hình dưới, đến không hết hàng tinh nhau nhau dập tắt, vô số tinh cầu đình chỉ tự quay, Hệ ngân hà bên trong vô số sinh linh trong giấc mộng chết đi. Cũng may, ba đạo ý niệm vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một nháy mắt, lập tức biến mất, nếu không toàn bộ hệ ngân hà đều sắp biến mất tại trong vũ trụ mịt mùng. Cảm giác thật là nguy hiểm. Trên địa cầu, Đường Tử Trần mở choàng mắt, một loại khó có thể tưởng tượng to lớn cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân của nàng. Cho nàng một loại, vô luận như thế nào đều chạy không thoát kinh khủng linh giác. Cũng may, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nếu không, tâm linh của ta đều muốn lọc vào hủy diệt tính đã kích. Nàng thật dài thở hắt ra, đẩy cửa ra, đi vào trong bóng đêm. Trong bầu trời đêm, lưu tinh như mưa, Hà một trận trăm năm khó gặp mưa sao băng, trên cả trái đất, chỉ có đường tử trần cảm giác đạt được, tại kia chói lọi mưa sao băng bên trong, ẩn tàng chính là, đủ để diệt sát tất cả nhân loại vô số lần đáng sợ nguy cơ. Cố thiếu thương ý thức bỗng nhiên khôi phục thanh tĩnh trước mắt xuất hiện quen thuộc chư thiên hình chiếu kính trong kính thế giới. Trên bệ đá, nhân quân tử khí bao phủ xuống một mặt cổ phát gương đồng tại trong tử khí chìm chìm nổi nổi. Cố thiếu thương tiến lên một bước, đem gương đồng gỡ xuống. Lập tức trên gương như là chiếu phim, mình mới vào long xà, học nghệ ba lập minh, ngộ đạo côn lôn sơn, bất chu đoạn đánh giết liễu viên phi, lật tung nhật bản thần xã, giao thủ gốt thủ lĩnh, đánh giết ngũ đại bảo đang liên thủ, uy hiếp hồng môn cùng vương siêu luận bạn, ba lập minh quyết chiến gốc thủ lĩnh, mình quét ngang tất cả tổ chức ngầm sát thủ các loại, kinh lịch nhìn thấy, cuối cùng hóa thành một đạo long xà đồ lục hiện lên ở kính trên thân, thu thỏ thành một đạo hoa văn. Kính chủ trở về chủ thế giới. Long xà thế giới một nhóm chung thu hoạch nguyên lực 7,410 điểm. Lần tiếp theo xuyên qua thời gian chí ít khoảng cách một năm. Long xà. Cố thiếu thương nhìn thoáng qua thu hoạch, cũng không có hớn hở ra mặt, ngược lại thở dài một tiếng. Lập tức yên lặng tính toán một chút thu hoạch, lần này long xà chi hành bên trong, khiêu chiến rất nhiều cao thủ thu hoạch, kỳ thật chỉ có một phần tư, vượt qua một nửa đều là sông sáo Nhật Bản thần xã sau chậm rãi tích lũy, còn lại bay tứ phía một trong thì là cố thiếu thương một đường giết chết sát thủ được đến. Kính chủ xin chú ý, có hai đạo long xà thế giới ý niệm đi theo kính chủ đi vào chủ thế giới. Đột nhiên, cố thiếu thương phát hiện trên mặt kính hiện lên một đạo lóe xích hồng văn tự. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Gặp lại kỳ cương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 77 Gặp lại kỳ cương Cái gì? Có hai người đi theo ta đi vào thế giới này. Cố thiếu thương tinh thần chấn động, lấy làm kinh hãi bọn hắn là ai? Dạng gì tu vi? Chẳng lẽ ta còn có thể dẫn người trở về sao? Cố thiếu thương lấy làm kinh hãi, hỏi thăm. Phải biết, hình chiếu xuyên qua lúc, cố thiếu thương không tiêu hao đại lượng nguyên lực căn bản mang không đi lông xà thế giới bất kỳ vật gì, chớ nói chi là người, không nghĩ tới lại có thế có người có thế theo đuôi đi vào trên thương mang đại lục. Đi đến chủ thế giới chỉ là hai đạo ý niệm, bản thể không qua được mà lại sẽ tiêu hao bằng nhau tại ngàn vạn nguyên lực lực lượng. Nghĩ theo đuôi kính chủ đi vào chủ thế giới, nhất định phải là lục tinh cấp trở lên bá chủ. Lại cùng kính chủ có cực sâu nhân quả quan hệ. Nếu như kính chủ ý thức thanh tĩnh, có thể ngăn cản thậm chí diệt sát. Phải chăng trao quyền chư thiên kính tự chủ quyền quyết định? Chư thiên kính có lẽ là bởi vì nguyên lực tứ nhường, theo cố thiếu thương linh động hơn không ít, từng giải văn tự giải thích cố thiếu thương nghi hoặc không cố thiếu thương suy nghĩ một chút vẫn là không có phủ định trao tặng chư thiên kính tự chủ quyền quyết định dù sao cái này cái gọi là tự chủ quyền quyết định lớn bao nhiêu quyền lực vẫn chưa biết được về phần trở về lúc hôn mê vấn đề cố thiếu thương trong lòng đã có dự định suy nghĩ nhiều vô ích chuyện này chưa chắc là xấu sự tình ta việc cấp bách vẫn là phải đối mặt kỳ cương chủ thế giới thế giới tuyến dừng lại vào thời khắc ấy ta chỉ cần vừa đi ra ngoài liền đem đối mặt hắn lưu tin chù y cố thiếu thương cười cười giật mình đem vấn đề này ném đến sau đầu suy tư lên kỳ cương vấn đề tới kỳ cương cố thiếu thương lãnh ý xăm xăm nói một tiếng trên thương mang đại lục yến quốc u châu đại minh sơn ngân lang cốc oanh lưu tin chù y mang theo vô biên kinh khủng khí lưu đập xuống giữa đầu cố thiếu thương tóc hướng về sau ném đi từng chiếc giơ lên tại to lớn lưu tinh chú ý oanh kích dưới, hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể của hắn vẹn vẹn chỉ là nhất cái lay động, liền chân thân tiến vào chư thiên kính trong kính thế giới. Lập tức hai thân ảnh hợp nhất. Âm âm, như là lôi âm xương cốt nổ vang âm thanh bên trong, cố thiếu thương hoàng mỹ thêm thu hình chiếu lực lượng. Thật giống như vốn chính là lực lượng của mình ngoại trừ cổ thân thể này vẫn còn so sánh không lên long xà thế giới rèn luyện 10 năm cương cân thiết cốt bên ngoài cơ hội không có bất kỳ cái gì phân biệt sau một khắc cố thiếu thương thân thể ra trong kính thế giới phải biết chân thân tiến vào trong kính thế giới chủ thế giới thời gian sẽ lấy một loại chậm rãi tốc độ hành tẩu vô cùng có khả năng bị phát hiện thân thể của hắn hạt đậu nổ đồng dạng vang lên lóc bóp xương cốt giòn vang ánh mắt bên trong nhóm lửa bó đuốc đồng dạng chiến ý toàn thân khí thế đột nhiên cất cao. Tại kỳ cương trong mắt, vẻn vẹn biến mất trong nháy mắt, vừa rồi nhắm mắt đợi chết thiếu niên thật giống như biến thành người khác. Đơn giản như là sâu róm nứt kén thành bướm. Như là tiểu xà hóa thành cự lông. Hắn đón cùng bạo khí lưu đột nhiên đứng lên, trắng nõn như ngọc bàn tay duỗi ra. Thân thể bỗng nhiên nhất cái cất cao, cánh tay duỗi ra, nắm vuốt quyền ấn, ầm ầm đẩy ngang ra ngoài. Chính là cố thiếu thương, bất chu đoạn cố thiếu thương cái này thức quyền pháp trải qua không ngừng hoàn thiện, nhất là vương siêu phiên thiên ấn bổ sung, so với mới thành lập lúc, đã là long trời lỡ đất đồng dạng biến hóa. Oanh! Cố thiếu thương đẩy ngang một cái bất chu đoạn, mang theo bảo táp âm bạo cương khí, âm âm đập vào có thể so với hắn toàn bộ thân thể lưu tinh chú y lên. Toàn bộ sơn cốc vang lên một đạo như là như lôi đình âm âm vang vọng, không khí bốn phía như dòng nước bị gạt ra khỏi đi, nhấc lên cuồng mảnh khí lưu, cuốn sạch lấy vô số đất đá các đất cỏ cây mảnh vụn phóng tới bốn phương tám hướng. Cố thiếu thương bất chu đoạn hung hăng nện ở to lớn lưu tinh chù y bên trên, cánh tay vậy mà như là cắt mở bò đồng dạng hãm sâu qua khuỷu tay. Hắn lần nữa phát ra trích lên một tiếng, đùi phải của hắn thổi phòng đồng dạng bành trướng, xoẹt xẹt rồi một tiếng no bạo ống quần. Âm âm sách đầu gối, trùng điệp đâm vào lưu tinh chù y phía dưới. Cái gì? hắn thế mà tiếp nhận đại thủ lĩnh lưu tin chù y hắn trời ạ à, ta từng tận mắt nhìn thấy đại thủ lĩnh một chù y oanh mở nhất tòa thành nhỏ tường thành hắn thế mà đỡ được xa xa quan chiến thanh niên đầu trọc đám người nghẹn họng nhìn trân trối đơn giản không dám tưởng tượng nhất cái nhìn qua bất quá mười mấy tuổi thiếu niên làm sao có thể như thế cường hãn phải biết lấy kỳ cương lập mệnh trung kỳ thực lực cho dù là ở đây tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không có nắm chắc đón lấy một chú ý này. Hắn đã mạnh như vậy. Lấy tuổi của hắn, khẳng định có nhất cái kinh khủng lão bất tử ở bên cạnh hắn điều giáo. Lần này, phiền phức lớn rồi. Người trung niên mặt ngựa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nghĩ đến. Cái gì? Kỳ cương lạnh lùng thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới thiếu niên này thế mà tại trong nháy mắt trở nên cường đại như thế. Lập tức, vang lên vừa mới cố thiếu thương thân thể, như là sóng nước biến mất tình huống. Tiểu tử này trên người có cổ quái. Kỳ cương trong đầu hiện lên ý niệm, thô to cánh tay bỗng nhiên kéo một phát xích sắt, liền phải đem cố thiếu thương kéo qua. Hà! Cố thiếu thương trong tiếng hít thở, tại kỳ cương kéo động lưu tinh chù y xích sắt một sát na, đầu gối trùng điệp va chạm trên lưu tinh chù y. Đồng thời bên trong hãm qua khuỷu tay cánh tay bỗng nhiên phát lực một tiếng âm vang. To lớn lưu tinh chú y tại cố thiếu thương hai mặt phát lực tình huống dưới, chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ đập xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề. Kỳ cương bỗng nhiên một lần rồi, xích sắc thô to phát ra, ô ô tiếng xé gió. Tốt. Kỳ cương đối với lưu tinh chú y hủy đi không thèm để ý chút nào, trở tay nhất cái về rồi, rầm rầm vang động bên trong, xích sắc tựa như một cây roi lớn tử, trong không khí bên trong vung vẫy một vòng, bỗng nhiên bổ về phía cố thiếu thương hô hô cố thiếu thương mũi chân điểm một cái thân thể như mũi tên bắn về phía kỳ cương quanh thân khí lưu bị hắn mang cấp tốc chuyển động phát ra lôi đình đồng dạng ầm ầm nổ vang cố thiếu thương tốc độ bây giờ nhanh bực nào kỳ cương cánh tay vừa mới đem xích sắt đương roi bổ xuống liền phát hiện cố thiếu thương thân thể đạp trên kỳ quái bước chân lôi kéo ra một chuỗi khí bạo đến trước người chính là vũ bộ cố thiếu thương thân thể bỗng nhiên kéo ngã vào cực hạn, quanh thân đại gân băng băng rung động, hai tay thẳng duỗi như là trường thương đồng dạng kéo thẳng tắp, sau đó bóp ra quyền ấn, hai tay đánh ra bất chu đoạn. Âm âm. Một tiếng cuốn sạch lấy kịch liệt cương khí âm bạo, đánh tới hướng kỳ cương ngực bụng dưới. Đây là quyền pháp gì? Kỳ cương ánh mắt bỗng nhiên nhất cái co vào, cảm giác trước mắt gầy gò nho nhỏ thiếu niên giống như một chút biến thành viễn cổ thần nhân, dời lên sân nhạc đánh tới hướng mình này nha kỳ cương bỗng nhiên vung ra trên tay xích sắt xích sắt mang theo kỳ cương vung vẩy cự lực bỗng nhiên bay ra mấy chục mét như là trường thương đồng dạng cắm vào vách núi đồng thời như là quạt hương bồ đồng dạng đại thủ che chở ngực bụng chết đi hắn phát ra to lớn sóng âm gào thét mang theo nhe răng cười một tay bóp ra quyền ấn so với nồi đất còn lớn hơn bàn tay như là cự chú y bình thường đánh tới hướng cố thiếu thương đầu kỳ cương đã từng một quyền đánh nổ qua yêu thú đầu trước mặt thiếu niên này đồng dạng không thể ngoại lệ hư hư cố thiếu thương trong lỗ mũi phun ra hai đạo kịch liệt nhiệt khí song quyền mang theo vô biên cự lực hung hăng nện ở kỳ cương trên bàn tay âm âm một tiếng nổ vang kinh khủng lực quyền phía dưới kỳ cương bàn tay ngay tiếp theo trên người giáp lưới bị cố thiếu thương đánh vào bụng dưới sau đó cố thiếu thương hai tay tại kỳ cương trong bụng bỗng nhiên nhấc quấy tại kỳ cương bị lực quyền đánh bay trong nháy mắt, thân thể đồng thời nhất cái nhanh lùi lại. a à, kỳ cương không nghĩ tới mình một thân khổ luyện như là kim cương gân cốt cũng đỡ không nổi cố thiếu thương nắm đấm, bị cố thiếu thương một quyền nện giường bụng dưới, cương mảnh lực quyền phía dưới, như là yêu thú thân thể ầm ầm bay ra ngoài ba bốn trượng, trùng điệp đập xuống đất. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Âm bạo. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 78 Âm bạo Người Kỳ cương bỗng nhiên nhất cái xoay người mà lên, liền phát giác bụng dưới phát lạnh, trong bụng kịch liệt đau nhức. Lúc này mới trông thấy, cố thiếu thương rút lui lúc kia hung hăng kéo một phát, lại đem hắn ruột toàn bộ kéo ra ngoài. À, quá hung tàn. Một bên huyền ưng sơn một đám đạo tặc, từng cái nơm nớp lo sợ, nuốt nước bọt mặc dù bọn hắn giết người vô số phạm vào tội trạng hình trúc khó sách nhưng giống như vậy vừa động thủ liền đem người ruột lôi ra tới hung nhân vẫn là lần đầu nhìn thấy nhưng bọn hắn đến cùng là nhiều năm giặc cướp sẽ không làm cái gì bị người từng cái đánh tan chuyện ngu xuẩn cơ hội tại kỳ cương bị đánh bay một nháy mắt liền cùng lúc phát động trong lúc nhất thời cương phong lớn liệt ta muốn xé ngươi kỳ cương trên mặt lãnh khóc thần sắc không thấy tâm hơi hai con ngươi đều tại đỏ lên, hắn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một cái cổ tay chặt sẽ bị cố thiếu thương kéo thẳng tắp ruột chặt đứt, tiện tay sáng cái kết, nhét vào trong bụng. Cơ bắp ngọ ngoài phong bế mạch máu. Hắn sải bước hướng cố thiếu thương đánh tới, dưới chân ầm ầm chấn động đến sơn cốc đều đang lắc lư, như là một đầu nổi cơn điên yêu thú. Ha ha! Cố thiếu thương cười lạnh một tiếng, ném trong tay phát xanh ruột, bước chân liền chút, đạp trên vũ bộ quanh thân cương khí lôi đình dày đặc, lóe lên liền đón nhận sông lên đạo tặc. Hô hô! Đao phòng bốn phía, trước hết nhất sông lên là hai từng cái cầm đao đạo tặc. Cố thiếu thương liếc mắt liền nhìn ra, hắn bất quá chỉ có trúc cơ bốn quan tu vi. Lạch cạch! Cố thiếu thương ngón tay bắn ra sắc bén móng tay, tại lưỡi đao ở giữa bắn ra, thân thể nhất cái xoay tròn. Sao đao còn muốn sắc bén móng tay trong nháy mắt trạch ra hai người xương cổ lập tức hướng về phía trước đạp mạnh, tránh thoát đâm tới trường thương, cánh tay nối thẳng, một quyền đánh nổ hán đầu, màu đỏ trắng chất lỏng văng khắp nơi mà bay. Cố thiếu thương trên người lực đạo cỡ nào chi lớn, nhất quyền nhất cước đều nắm chắc vạn cân lực đạo, bọn này đạo tặc, bất kể là ai, đều gánh không được hắn một chiêu. Băng 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 băng. Cố thiếu thương vũ bộ đạp mở, tự như ti chấp nhất cái du tẩu, xông lên đạo tặc tất cả đều bay rớt ra ngoài, thổ huyết bỏ mình trong nháy mắt đã chết chỉ còn nhất cái cộc 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 cái này dáng người điêu luyện đào tặc nhìn xem cố thiếu thương toàn thân run rẩy hàm răng đều hợp không ở Lèn ken một tiếng ném trong tay đao quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy ăn ta một đao chết đi cho ta cách khá xa bên trên một bước mặt ngựa trung niên cùng thanh niên đầu trọc chỉ thấy bóng người chớp động ở giữa huynh đệ của mình liền chết chỉ còn nhất cái không khỏi muốn trách cả mí mắt chết đi. Cố Thiếu Thương mặt mày ở giữa hoàn toàn lạnh lẽo, đối với bọn này không hiểu thấu liền đến giết mình người, một câu cũng không muốn nói. Oanh. Dưới chân của hắn lần nữa bỗng nhiên một điểm, dưới chân hắn ba trượng mặt đất như là sóng nước nhộn nhạo, sau đó bỗng nhiên hạ xuống. Bùng đất cục đá lật ngược phun ra. Cố Thiếu Thương mang theo cùng cùng khí lưu, lấy một loại cùng bạo vô cùng khí thế, âm ầm, ầm phóng tới Kỳ Cương. Đối với sau lưng một quyền một đao, làm như không thấy tại mặt ngựa trung niên rung động ánh mắt bên trong cả người vô thanh vô tức xa lánh mở cuồn cuộn khí lưu chỉ ở sau lưng lưu lại một đạo tựa hồ kịch liệt thiêu đốt lên thuần bạch khí sống tại kỳ cương chấn kinh đến sắc mặt nhăn nhó trên nét mặt cố thiếu thương như là một đạo mang theo vô biên uy thế lôi đình ầm ầm hướng mình đánh tới không có khả năng làm sao có thể là âm bạo kỳ cương trong lòng phát ra điên cuồng đến khó lấy tin gào thét phải biết chỉ có khí tông cảnh giới võ giả mới có thể nhục thân phá vỡ bức tường âm thanh cái khác chỉ có tu luyện tới lập mệnh cảnh giới thần thể mới có thể có được trước mắt tiểu tử này rõ ràng ngay cả huyết khí đều không có ngưng tụ vậy mà phá vỡ bức tường âm thanh kỳ cương đơn giản chấn kinh tới cực điểm nhưng hắn trong lòng chấn động mãnh liệt sắc mặt nhăn nhó đồng thời trên thân mắt trần có thể thấy ngưng tụ lại từng đạo khí lưu trong chớp mắt trên người hắn hiện lên như là hỏa diễm đỏ tươi huyết khí. Vậy mà tại một nháy mắt, kích phát lập mệnh trung kỳ tiêu chí. Huyết khí dung lô. Oanh. Kích phát huyết khí về sau kỳ cương, căn bản không kịp làm bất kỳ động tác gì, liền bị mang theo cùng mảnh khí lưu cố thiếu thương ầm ầm va vào trên người. Cố thiếu thương toàn diện thi triển ra, một thân không phải người thể chất hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, hắn nghiêng người rẽ ngang, toàn thân bộc phát ra kinh khủng lực đạo ầm ầm đâm vào kỳ cương trên thân. Oanh! a, à. Kỳ cương không nhịn được hét thảm một tiếng, thân thể như là bị đạn pháo đánh trúng, gào thét lên kéo một đạo khí lưu, bay ra vài chục trượng, trùng điệp đâm vào sơn cốc trên vách đá, thật sâu khảm nạm trong đó. Tại hắn bay rớt ra ngoài đồng thời, toàn thân phát ra, phanh phanh, vỡ vang lên, nóng hổi huyết dịch tứ tán phun tung tóe, Lại bị cố thiếu thương một chút đâm chết. Cái gì là thần lực vô song? đây chính là thần lực vô song. Tung hoành u yến ba châu vài chục năm đạo tặc kỳ cương, cứ như vậy chết tại cố thiếu thương trong tay. Lúc này, cố thiếu thương sau lưng kéo cùng mảnh khí lưu mới ầm ầm mà tới, thổi lên đầy trời bụi đất, ngay sau đó phá vỡ bức tường âm thanh cuồn cuộn lôi âm mới bạo phát đi ra. Cố thiếu thương bỗng nhiên trở lại, quần áo tại trong cuồng phong bay phất phới, ánh mắt như tiễn, nhìn chầm chầm tiếng thoái lưỡng nan mặt ngựa thanh niên cùng thanh niên đầu trọc. Tí tách, Mồ hôi dọc lớn chừng hạt đâu tại hai người trên trán trượt xuống, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Trong lòng hai người lạnh như là hàng băng, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cay đắng, cùng sợ hãi. Coi là tiện tay có thể lấy đánh giết bé thỏ trắng, vậy mà biến thành ăn người cự lông, trong lòng hai người hối hận đều muốn thổ huyết. Các hạ thần lực kinh người, tu vi cao thâm, chúng ta bản hiệu không sáng, phạm tại đại nhân trên tay, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá, hai ta người dù sao cũng là lập mệnh cảnh giới võ giả, nghĩ đến đối với ngài cũng có một chút tác dụng. Mặt ngựa trung niên len ken một tiếng ném trong tay đao, trong lòng đã đẩy ngã cố thiếu thương là cái nào đó lão quái vật đệ tử ý nghĩ. Trong mắt hắn, cố thiếu thương chính là luyện có thể duy trì thanh xuân thần công lão quái vật. Trong lòng chiến ý hoàn toàn không có, một bộ muốn chém vết muốn tróc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng vẻ. Lão Tứ Người cái này không có trứng đồ vật. Thanh niên đầu trọc vừa mới thân thể siết chặt, liền muốn sách quyền liền đánh, không nghĩ tới động bạn thế mà đầu hàng. Không khỏi khí toàn thân phát run. Không cần. Các ngươi không xứng làm thủ hạ của ta, vẫn là ngoan ngoãn đi chết liền tốt. Cố thiếu thương không có tính nhẫn nại nghe bọn hắn cãi cọ, càng sẽ không lưu hai cái kẻ có lòng dạy khó lường ở bên người, càng quan trọng hơn là, như thế hai cái củi một chỗ nào đủ tư cách đương cố đại gia thủ hạ. Cố thiếu thương cười lạnh một tiếng, nhìn xem hai người. Tốt! Tốt! Người đây là một điểm đường sống cũng không để lại A. À? Mặt người trung niên sắc mặt khó coi, trong ánh mắt lưu lộ ra xấu hổ giận dữ khó chịu thần sắc, không nghĩ tới mình như thế ăn nói khép nép cầu xin tha thứ tại người ta trong mắt ngay cả làm con chó tư cách đều không có. Rốt cục, hắn nhặt lên trên đất trường đao, cùng thanh niên đầu trọc cùng một chỗ phóng tới cố thiếu thương. Thậm chí cho đến lúc này, cũng không có chạy trốn tâm tư, bởi vì bọn hắn minh bạch, tại nhất cái có thể phá vỡ bức tường âm thanh cao thủ trước mặt, không có khả năng trốn được. Chỉ có liều mạng một lần. Hai người đến cùng là lập mệnh võ giả, quyết định chủ ý về sau, liền bỗng nhiên phát ra gào thét quyết khí như là chiến kỳ bình thường dựng đứng, đối mặt cố thiếu thương, phát ra liều mạng một lần. Hô hô! Cương phong vần quanh ở giữa, hai người mấy bước đạp đến cố thiếu thương trước mặt, một trái một phải công hướng cố thiếu thương. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Động tĩnh. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 79 Động tĩnh hai người giấy lên huyết khí chiến kỳ, kéo hai đạo cương khí, trong chớp mắt đã đến cố thiếu thương trước người. Mặt ngựa trung niên mang theo vẻ điên cuồng, trường đao trong tay trên không trung lôi ra một mảnh đao quang, bao phủ cố thiếu thương. Khác một bên thanh niên đầu trọc, trên trán nổi gân xanh, nắm đấm giấy lên tự như như hỏa diễm cương khí, đánh phía cố thiếu thương huyệt thái dương. a à, các ngươi quá chậm. Cố thiếu thương miệng bên trong phun ra một đạo khí lưu, tại trong điện quan hỏa thạch, nhô ra hai tay, tự đao quan quyền ảnh bên trong nhô ra, hung hăng chụp tại trên mặt của hai người. Dưới chân của hắn như đạp kinh lôi, ầm ầm phát ra kịch liệt bạo tạc, một tay nhấc cái đem hai người đầu đặt ở sơn cốc trong đất buồn, đến dắt lấy kéo đi. Lôi ra hai đạo to lớn khe rảnh. a à, a à. Hai người phát ra xấu hổ giận giữ cùng nộ trống lên một tiếng, trong cả đời đều không có nhận vũ nhục như vậy. Thanh niên đầu trọc gào thét một tiếng, tại kéo lại bên trong, bên hông đột nhiên phát lực, hai chân như là chạy rồng đồng dạng bắn lên, mang theo tiếng gió vung vút, sách hướng cố thiếu thương cái ót. Tự động đến tỉnh. Cố thiếu thương đột nhiên dừng lại kéo lại động tác, cánh tay phát lực, dẫn theo hai người đầu, đột nhiên xoay tròn ra. Cương mảnh vô song cự lực phía dưới, thanh niên đầu trọc cùng người trung niên mặt ngựa thân bất do kỹ tại cố thiếu thương lôi kéo dưới, phi tóc xoay tròn. Kịch liệt khí lưu tự cố thiếu thương làm trung tâm, bỗng nhiên tụ lại cuối cùng vậy mà lôi ra một đạo cao tới bốn năm trượng vi hình vòi rồng cuốn sạch lấy vô số bùn đất vụn cỏ ôi ôi to lớn vô cùng khí lưu bên trong bị như là người bù nhìn đồng dạng hai người ánh mắt tán loạn phát ra sắp chết tiếng thở dốc hô hô cố thiếu thương bỗng nhiên dừng lại xoay tròn tại to lớn vô cùng lực ly tâm dưới trong tay sách ngược hai người như là đạn pháo đồng dạng gào thét lên bay ra ngoài. Oanh! Cuối cùng giống như kỳ cương, hai người thật sâu khảm nạm tại vách đá cứng trắng bên trong, toàn thân như pháo liên châu vang lên tiếng xương cốt vỡ nát, toàn thân cao thấp, không một chỗ không tại biểu máu. Chết vô cùng thê thảm. Cùng phong dừng lại, phần phật, bị cuốn sạch lấy bùn đất vụn có phiêu phiêu sái sái rơi trên mặt đất. Hô! Cố thiếu thương thật dài thở ra một hơi, trên người mồ hôi khí bốc hơi như là mây mù lượn lờ đến đây đi cố thiếu thương đột nhiên mở miệng thanh âm trong sơn cốc quanh quẩn chỉ chốc lát hai đạo nhân ảnh sợ hãi rụt rè đi vào cố thiếu thương trước người trong đó nhất cái tự nhiên là bị cố thiếu thương dọa đến quỳ rạp xuống đất trung niên đạo tặc một cái khác thì là chiến đấu ngay từ đầu liền trốn ở một bên nắm to lớn xíp kim ngao mập lùng trung niên nhân đại nhân bỏ qua cho ta đi nhát gan trung niên đạo tặc ô ô khóc quỳ rạp xuống đất đối cố thiếu thương không ngừng dập đầu đại nhân đã không giết chúng ta nghĩ đến là muốn cái gì sự tình muốn chúng ta đi làm nếu như hữu dụng bên trên cứ việc phân phó mập lùng trung niên nhân cười khổ nhìn nằm rạp trên mặt đất giả chết cho xích kim ngao đối cố thiếu thương nói tốt lăn lên ta hỏi các ngươi mấy câu không phải lập tức sẽ chết cố thiếu thương một cước đem dập đầu không chỉ trung niên đạo tặc đạp đến trên mặt đất, quát mắng. Tạ đại nhân ân không dết. Cái kia trung niên đạo tặc lập tức đứng lên, một mặt nịnh nọt nhìn xem cố thiếu thương. Các ngươi là huyền ưng sơn đạo tặc. Làm sao lại lại tới đây? Tại sao muốn giết ta? Từng bước từng bước nói, nếu như trong đó một người nói dối, toàn bộ muốn chết. Cố thiếu thương nhìn xem hai người, ánh mắt khép mở, bắn ra ung tùng lãnh quang. Đại nhân, chúng ta là huyền ưng sơn đạo tặc. Cái kia làm lưu tinh chú y chính là đại đầu lĩnh kỳ cương, dùng đao mặt dài là bốn đầu lĩnh bị vạn lộ, đầu trọc chính là năm đầu lĩnh tống thích vinh. Chúng ta lần này xuống núi lúc vì truy sát tôn hải long. Mập lùn trung niên, vượt lên trước mở miệng nói ra. Sau đó hai người tại cố thiếu thương nhìn gần dưới, triệt để đồng dạng đem biết sự tình, từng cái nói thẳng ra. Nguyên Lai Tôn Hải Long là Huyền Ưng Sơn một vị tiểu đầu lĩnh, trước kia đạt được một bản bí tịch, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì không có luyện, về sau một lần tình cờ bị Kỳ Cương biết, Kỳ Cương đầu tiên giả ý muốn lừa qua đến, nhưng Tôn Hải Long người này cực kỳ không khéo, sớm không biết đem bí tịch giấu đi nơi nào. Kỳ Cương phái người đem Huyền Ưng Sơn lật cả đáy lên trời đều không có phát hiện. Về sau Kỳ Cương không có kiên nhẫn, tại bị hổ bào quân vây giết trước đó phái tôn hải long đệ đệ dẫn đầu một đội người đi trộm lấy yêu thú kim nhãn điêu thú noãn lại lấy bị hổ bào quân vây khốn làm lý do cấm chỉ tất cả mọi người ra ngoài bức tôn hải long giao ra bí tịch không nghĩ tới tôn hải long lặng lẽ trốn xuống núi kỳ cương lúc này mới dưới sự bất đắc dĩ núi truy sát cuối cùng lại tướng tôn hải long sau khi chết bị người đâm nát như các loại một dãy chuyện hết thảy nói hết ra cuối cùng đại đầu lĩnh để chó ngao tìm kiếm phi đao chủ nhân sau đó ngài cũng biết rồi mập lùng nam tử nhìn thoáng qua chăm chú nhìn mình trung niên tội phạm cười khổ mà nói ra câu nói sau cùng tốt 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 cố thiếu thương liền nói ba cái tốt chỗ nào vẫn không rõ mình bị người bày một đạo trong lòng nổi giận phừng phừng hiện tại để chó ngao truy tung nhiễm tôn hải long khí tức người ta ngược lại muốn xem xem là ai bày ta một đạo. Cố thiếu thương cười lạnh, như là gió bất thổi qua, để cho hai người không rét mà run. Rõ. Mập lùng trung niên ngồi sổng trước mặt xích kim ngao, miệng bên trong hô cùng lên tiếng, chỉ chốc lát, xích kim ngao phát ra, gâu gâu tiếng kêu, vọt tới mà lên, ra khỏi sơn cốc. Kính chủ đánh giết trúc cơ đạo tạc chín người, thu hoạch nguyên lực 40 điểm, kính chủ đánh giết lập mệnh võ giả kỳ cương, thu hoạch nguyên lực 100 điểm. Kính chủ đánh giết lập mệnh võ giả bị vạn lộ, thu hoạch nguyên lực 30 điểm. Kính chủ đánh giết lập mệnh võ giả tống thích vinh, thu hoạch nguyên lực 30 điểm phát hiện hình chiếu, kỳ cương, bị vạn lộ, tống thích vinh, phải chăng thu nhận sử dụng. Thu nhận sử dụng. Cố thiếu thương đấy lòng mặt niệm một tiếng, lập tức bổ ra một quyền. Đem một mặt không thể tin trung niên tội phạm đánh chết. Huyền ưng sơn đại danh ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu, đụng phải trong tay ta, làm sao có thể phát qua ngươi. Cố thiếu thương lạnh lùng nói một câu, lập tức thân hình liên động, đem tất cả giặc cướp, bao quát khảm nạm trong vách tường kỳ cương ba người thi thể hết thảy hội tụ cùng một chỗ, nhóm lửa bó đuốc, mang theo nồng đậm mùi cháy khét khói đen phóng lên tận trời. Bọn này giặc cướp thật sự là lẫn vào quá thảm rồi. Cố thiếu thương nói thầm trong lòng một tiếng, thân hình đi như ti chớp, ra khỏi sơn cốc, truy hướng xích kim ngao phương hướng một đám đạo tặc trên thân thế mà chỉ dẫn theo thiểu thiểu mấy lượng vàng tổng cộng đều chẳng qua một viên xíp kim bính tử giá trị về phần võ công bí tịch gì quả quyết là không có thật cũng không vượt quá cố thiếu thương đoán trước trên thương mang đại lục tất cả võ đạo tại không người chỉ điểm phía dưới là rất khó tu thành ngoại trừ một chút cùng với đặc thù bên ngoài không có mấy người sẽ mang theo bí tịch khắp nơi loạn lắc động tĩnh lớn như vậy ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là ngủ được rất thơm ngọt ha ha chạy bên trong, cố thiếu thương nhìn một chút ngực ngủ say ấu chim, phẫn nộ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lập tức khép lại quần áo, chăm chú bao trùm nó. Ngay tại cố thiếu thương trở về một sát na, theo hắn mà đến hai đạo quan mang chia đồ vật hai bên bay hướng, xa xôi không biết tên khu vực. Lúc này, trên thương mang đại lục mấy chỗ thánh địa chí cao chỗ, có thần nhân trong ngủ say tỉnh lại, từng đạo tràn ngập vô tận mênh mông vĩ lực ánh mắt quét ngang qua vô tận trên thương mang đại lục. Bọn này lão quái vật làm sao đều đi ra. Bọn hắn nổi điên sao. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Một ngày nào đó. Vô số đại yêu cự ma từng cái hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc cúi đầu giấu kín, hoặc ngửa mặt lên trời gào thét, đáp lại mấy vị kia vĩ ngạn ánh mắt. Có thánh nhân hàng thế. Ngay cả ta cũng suy tính không ra. Nhất tòa sừng sững đại lục Đông Nam, như là một con to lớn huyền vũ phủ phục cự vô bá thành thị chính giữa, như là đầu rồng đồng dạng dơ lên vạn trường chi cao cự lâu đỉnh chấp, một vị dáng người khôi vĩ đại hán, tay cầm cổ phát mai rùa suy tính không có kết quả. Nhíu mày, cảm thán một tiếng. Đại tranh chi thế sắp nổi, cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ nhảy ra. Đây là vô tận sát phạt con đường mở đầu, xem ra ta huyền Long Thành không thể lại không đến xỉa đến. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 Tà Linh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 80 Tà Linh Đại Yến Kinh Sư Chi Địa, Nguy Nga trong Hoàng Thành, một người mặc thanh sam trường bào, hình thể thon dài, nhìn bất quá tuổi đời 20 văn sĩ tự cao lớn hoàng cung đại môn đi ra, đột nhiên bước chân hắn dừng lại, ngẩng đầu quét mắt một chút. Hắn mặc dù nhìn như tuổi đời 20, nhưng lần này đột nhiên dừng lại bước tự có một cổ lâm uyên núi cao sừng sững khí thế nhiếp nhân tâm phách rầm rầm thủ vệ hoàng cung đại môn mấy trăm binh sĩ quỳ rạp xuống đất từng cái cúi đầu phủ phục không dám đứng dậy đều đứng lên đi quỳ cái gì thanh sam văn sĩ ôn hòa để bọn hắn đứng dậy lập tức cất bước ra hoàng cung hắn mặc dù cười ôn hòa nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là một loại không nói ra được đạm mạc giống như tiên giống như ma như thần như thánh thế giới này càng ngày càng có ý tứ cái kia đạo tử quan như ẩn như hiện xuất hiện tại cách cố thiếu thương mấy trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ cự thành phía trên kia là nhất tòa hùng vĩ tựa như cự long phủ phục thành lớn tường thành đều là nặng nề bên trong mang theo tơ máu màu xanh đen cự thạch lát thành cao tới ba mươi trượng dài không biết mấy phần có thể so với nhất tòa hạng nặng dãy núi mấy chục cái người mặc hát giáp binh sĩ canh giữ ở cổng từng cái khí thế kinh người, thình lình đều là lập mệnh cảnh giới võ giả. Ngựa xe như nước hội tụ dòng lũ từ bốn phương tám hướng từ cửa thành to lớn tràn vào tuôn ra, tiếng người huyên náo, nhìn qua to lớn phi thường, phồn hoa tới cực điểm. Thậm chí thường có phá không mà đến võ giả, từng cái dừng ở chỗ cửa thành, ngoan ngoãn xếp hàng vào thành. Cự thành giải đất trung tâm, có nhất tòa chiếm diện tích mấy ngàn mẫu đại trạch, khí tượng khoáng đạt, mạ vàng đồng ngói, đường cột chạm trổ, xích trụ đỉnh khởi, các loại kiến trúc đấu cũng giao thoa, mấy ngàn người hầu nghênh đón lặp đi lặp lại, một phái tráng lệ, thịnh vượng tới cực điểm cảnh tượng. Cự cổng lớn trước là rộng lớn vài chục trượng đường đi, hai bên là trà lâu, tử quán, thậm chí còn có cửa hàng binh khí cùng phòng đấu giá. Đường đi hướng đông tây hai bên kéo dài, một mực kéo dài đến ngoài thành so sánh yên tĩnh vùng ngoại thành, thế nhưng là trên đường vẫn là người đi đường không ngừng. Từng cái người đi đường đều là tinh khí sung mãn, bước chân trầm ổn hữu lực, lại là có tu vi trong người võ giả chiếm đa số. A, à, nhà kia tòa nhà hảo hảo khí phái. Không biết là vị nào đại nhân phủ đệ. Cả người bạch bào thanh niên võ giả giữ chặt một vị người đi đường hỏi. Bị hắn giữ chặt người đi đường mấy cái dãy dụa không có hất ra bị hắn lôi kéo cánh tay, hảnh hảnh nhiên mở miệng. Đây chính là Vương gia phủ đệ, gia chủ Vương Phục Long thế nhưng là thần cấp cường giả nghe nói lão nhân gia ông ta cháu trai sắp xuất thế ngươi cũng không nên va chạm người đi đường kia kính úy nhìn thoáng qua vương phủ mạ vàng chữ lớn bản hiệu vội vàng đi vương phục long đại chu mười vị trí đầu đại tông sư bạch bào thanh niên khóe miệng thì thào lấy thính lực của hắn thậm chí nghe được trong vương phủ hạ nhân kinh hô tiểu thiếu gia ra đời động tác nhanh lên chuẩn bị chén thuốc nước nóng cho thiếu nải nải tình thân đại minh sơn chỗ sâu vô số hiểm trở sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên khắp nơi đều có sinh trưởng mấy ngàn năm đại thụ trường thanh cự thụ che khuất bầu trời vô tận rừng rậm nguyên thủy bên trong mấy ngàn năm cổ mộc mười mấy người đều vây kín không đến thô to lão đằng liên miên bất tận có thế mấy trăm mét hung cầm mạnh thú lúc nào cũng ẩn hiện đóng tiếng gào không ngừng có cự điểu bay lên không cuốn lên kịch liệt cương phong khí lưu lập tức bị một đạo hắc khí cuốn sạch lấy rơi vào một con như là con báo đồng dạng thú nhỏ trong miệng. Càng có cao tới mấy chục trượng cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, kinh thiên động địa, lập tức bị một con khống chế hỏa diễm dị thú đốt cháy trống không. Một chỗ thấp bé trong bụi cỏ, một con màu đen tiểu lão hổ phủ phục ở bên trong, tránh né vô số liệt sát giả. Nó nhìn quá nhỏ, một điểm không giống lão hổ, trái ngược với một con còn không có dứt sữa tiểu nải miêu, nó nằm rạp trên mặt đất hai con lỗ tai dựng đứng lên nghe bốn phía động tỉnh tại cái này khắp nơi trên đất nguy hiểm đại sơn trong rừng nó muốn tiếp tục sống thật sự là quá khó khăn răng rắc một con mau nhung nhung bàn tay lớn màu đen bình định bụi cây đưa nó giữ tại trảo bên trong rống mang theo âm thanh như trẻ đang bú thú rống tại tiểu gia hỏa trong miệng vang lên nó không ngừng giãy dụa lấy lại vô lực nhìn xem một trương huyết bồn đại khẩu mở ra lộ ra giữ tận răng nanh rống nó thê lương gầm rú xuất hiện tại nó trước mắt chính là một con màu đen ấu gấu ấu gấu mở cái miệng rộng do dự một chút không có cắn xuống đến ngược lại đem nó vứt qua một bên không nghĩ tới thế giới này thích hợp ta nhất thể xác lại là đầu yêu gấu cái này ấu gấu nhìn xem bị nó ném trên mặt đất nhỏ hát hổ thở dài một tiếng vậy mà miệng phun tiếng người huyết ngục thần ma đại phát trên trời thế mà lại rất đĩa bánh. Ta cố thiếu du vận khí đến. Cố thiếu du trốn ở một chỗ trong rừng, vẹn vẹn nắm chặt trong tay da người, kích động không thôi. Hắn thật lâu khó mà kiềm chế tâm tình kích động, nhìn quanh hai bên thật lâu, mới ngó giáo giác mở ra trên tay da người quyển. Định máu. Thật đúng là. Nghịch huyết quy hải. Vô vọng huyệt. Đây đều là có ý tứ gì? Cố thiếu du một chút trợn tròn mắt, hắn dù sao chỉ là trong thôn trường dạy vỡ lòng học được mấy năm thôi, có thể đem chữ nhận ra liền không dễ dàng, chỗ nào nhìn hiểu trong đó thuật ngữ. Cái này còn thế nào luyện? Cố thiếu du mặc dù đáy lòng âm u, nhưng là không ngốc, biết mình tất cả thuật ngữ cũng đều không hiểu, dù cho cưỡng ép dựa theo tuyến lộ đồ luyện tập, cũng tám chín phần 10 chết thê thảm vô cùng. Ta không cam tâm a, à, thật vất vả đạt được dạng này một bản bí tịch, vậy mà không thể luyện. Cố Thiếu Du răng cắn chặt, một mặt không cam lòng, nắm chặt da người quyển bàn tay chăm chú dùng sức, móng tay đâm rách trong lòng bàn tay đều cảm giác không thấy. Dựa vào cái gì các ngươi đều có phụ mẫu yêu thương chăm sóc, ta liền muốn ăn các ngươi ăn cơm thừa rượu cặn. Dựa vào cái gì ta cố gắng như vậy vẫn là so ra kém Cố Thiếu Thương cùng Cố Thiếu Trạch. Cố cập đều bất công, tự mình truyền thụ cho bọn hắn bí pháp. Không truyền thụ ta. Ta đụng tới như thế ác ma chỉ có thể khoanh tay chịu chết cố thiếu thương liền có thể giết chết hắn hận ta thật hận a à. cố thiếu du sắc mặt nhăn nhó cắn răng nghiến lợi cúi đầu xuống nhất định phải chết ta cũng muốn luyện ta muốn trở thành người trên người nếu không tình nguyện đi chết a à. tí tách máu tươi từ hắn bị đâm phá trong lòng bàn tay chảy xuống nhỏ xuống trên mặt đất lây dính cố thiếu du máu tươi quyển gia cừu đột nhiên hồng quang nở rộ. Quán tăng sẽ, cầu không được. Đắm chìm trong loại này không thú vị cảm xúc bên trong kẻ đáng thương a, à, ngươi cần lão tổ trợ giúp mà. Hồng quang bao phủ bên trong, da người quyển đột nhiên thoát ly cố thiếu du bàn tay, lơ lửng giữa không trung. Da người cuốn lên hiển hiện một trương âm trầm đáng ghét, mặt xanh nanh vàng đáng sợ mặt ảnh đồng thời tràn ngập tà ác ngang ngược thanh âm trực tiếp tại cố thiếu du trong lòng vang lên a à, ngươi là ai cố thiếu du đột nhiên lùi lại một bước tựa ở trên đại thụ một cổ xăm xăm hàn ý từ đáy lòng thẳng tới lọn tóc đáng thương thật đáng buồn nhỏ bò sát lão tổ chính là nghe được ngươi kêu gọi mới xuất hiện a à? tà ác mặt ảnh há mồm cười gằn nhìn xem cố thiếu du nói ngươi ngươi có thể giúp ta đạt được lực lượng sao Cố Thiếu Du đột nhiên tỉnh táo lại, đè nén nhịp tim đập loạn cao cao hỏi. Ha ha! Lão Tổ sẽ để cho ngươi đạt được, ngươi nghĩ cũng không ra lực lượng vĩ đại. Ta ác mặt ảnh khoa trương giật ra khóe miệng, sau đó hồng quang phóng đại, bao lấy Cố Thiếu Du. Ca ca! Hiện tại vẫn là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi đi, không thể giống tên ngu xuẩn kia, lãng phí lão tổ thời gian. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video